Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Trụ Trì Chùa Tân Ninh, Đà Nẵng. Kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên quý Phật tử cho phép Thầy kính vấn an sức khỏe của Đại Đức Trụ Trì và kính chúc Đại Đức cùng chúng tăng và quý Phật tử của chùa có được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Những Phật sự của chùa đều được thành tựu mỹ mãn. Nam Mô Di Đà Phật. Thầy kính chúc quý Phật tử hôm nay khóa tu Thọ Bát Quan Trai có thật nhiều công đức lành, có thật nhiều phước báu, trang nghiêm và trí tuệ để chúng ta trang bị cho bản thân mình, cho tâm linh mình trên con đường tu học để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử và dần dần chúng ta trở thành những bậc thánh nhân, những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, chùa mình tên gì quý Phật tử? Tân Ninh đúng không? Tân là gì? Mới. Ninh là gì? Ninh là Khang Ninh, có nghĩa là nó hưng thạnh, được không nè? Nó phát triển lên nha. Đó. Thầy nghĩ rằng á, chúng ta tồn tại ở một không gian, một thời gian nào cũng là do cái duyên của chúng ta hết đó quý Phật tử. Cái duyên mình nó tích tụ lại, cho nên mình gặp gỡ nhau đây, mà gặp gỡ nhau tại cái mảnh đất này, tại cái ngôi Tam Bảo này, tại cái ngôi chùa có cái tên này cũng là duyên hết đó quý Phật tử. Thì không phải ngẫu nhiên mà ngôi chùa chúng ta là tên là Tân Ninh. Tại vì hòa thượng hay là ni trưởng mà sáng lập ra cái ngôi chùa này từ đầu á, thì cũng có một cái ý nguyện, có một cái tâm nguyện gì đó, thì mới đặt tên cái chùa theo cái tâm nguyện của mình, phải không quý Phật tử? Đó, giống như Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài tên là Pháp Tạng. Cách đây 10 A Tăng kỳ kiếp á, thì Ngài có cái tâm nguyện là muốn thành lập ra một cái quốc độ, một cái ngôi chùa vũ trụ, chứ không phải ngôi chùa trái đất nữa. Cái ngôi chùa vũ trụ đó, nó ai mà về đó thì sống lâu, sống hoài, không chết, mà trí tuệ á, thì vô lượng vô biên. Cho nên á, cái cõi nước của Ngài á, nó biến thành cái cõi gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, hay còn gọi là tịnh độ, hay còn gọi là Tây Phương Cực Lạc, phải không Phật tử? Đó. Thì mỗi một người chúng ta đều sống, đều có một cái ước muốn, có một cái tâm nguyện, và cũng đều mong muốn cái tâm nguyện đó nó mau sớm thành hiện thực trong kiếp này, hoặc kiếp sau, hoặc nhiều kiếp sau nữa, phải không quý Phật tử? Thì chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại chùa Tân Ninh, thì thầy nghĩ rằng thầy lấy cái đề tài Tân Ninh để làm cái đề tài giảng pháp hôm nay đi. Tân là mới, Ninh là nó phát triển, nó mới mẻ hơn nha, nó tiến bộ hơn. Thì thầy mong rằng quý Phật tử đến ngôi chùa Tân Ninh này, chúng ta sẽ làm công quả, chúng ta sẽ tu tập mà phước đức trí tuệ nó đầy đủ, và nó sẽ trổ quả ngay trong cái kiếp này, nó mới được, phải không quý Phật tử? Chờ kiếp sau thì lâu quá ha. Đó. Vì vậy mà hôm nay thầy muốn trình bày với quý Phật tử cái phương pháp mà mình có thể tạo phước đức rồi mình hưởng liền ngay trong kiếp này, được không? Giống như cầu gì được đó liền á, chứ không phải chờ kiếp sau nha. Đó. Thì cái đề tài của mình á, có cái tên á, là sự vận hành, sự hoạt động của nghiệp. Sự hoạt động của nghiệp, được không? Cái nghiệp chúng ta nó hoạt động thì chúng ta có ba loại nghiệp theo thời gian. Một là hiện nghiệp. Hiện nghiệp có nghĩa là quả báo, cái nghiệp mình làm nó sẽ trổ quả ngay trong đời này, được chưa này? Gọi là hiện báo nghiệp, được không? Hiện báo nghiệp. Rồi một cái loại nghiệp thứ hai theo thời gian, thì mình làm quả, mình gieo nhân bây giờ, nhưng mà phải đến kiếp sau mình mới, nó mới trổ quả. Cái kiếp mà ngay sau kiếp này nè, thì cái loại nghiệp đó ta gọi là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp, được không quý Phật tử? Dạ. Thì cái loại nghiệp thứ ba là không phải đời này trổ quả, không phải đời sau trổ quả. Vậy chừng nào chỗ? Đời sau 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 nữa, không biết đời nào, nhưng mà nó
nó cách đây phải là hai kiếp, kiếp này kiếp sau rồi kiếp tới nữa đó. À, tức là hôm nay chúng ta làm quả nhưng mà không phải ngày mai trổ mà ngày mốt, ngày kia, ngày kia vậy đó, được không? Dạ. Thì đời này chúng ta tạo nghiệp, nghiệp thiện, chứ ai mà đòi, ai mà đi tu rồi ai mà tạo nghiệp ác, phải không? Đó, mình tạo nghiệp thiện, mình được những cái quả tốt đẹp liền, bao gồm có cái quả về tài sản vật chất nè, giàu có không có nghèo khổ nè, cái quả về sức khỏe, không có bệnh tật nè, không có đau yếu nè, cái quả là càng tu càng trẻ nè, đúng không? Nha. Mà càng già càng đẹp, được không? Đó. Thì cái đó gọi là cái quả về sắc đẹp, được không nè? Rồi cái quả về tuổi thọ nữa quý Phật tử. Tức là thay vì đáng lẽ ra cái thọ mạng của mình á, đáng lý ra có 50 năm chết, 60 năm chết, nhưng mà mình tu làm sao đó mà mình được tới 80, 90, 100 mấy, 200 năm cũng được ha. Dạ, thành người sống lâu nhất Việt Nam luôn thì càng tốt, phải không? Đó. Thì thầy mong muốn rằng chúng ta hiểu được cái sự vận hành, cái sự hoạt động của nghiệp. À, như nãy thầy nói có ba loại á, là gì, nhắc lại cho thầy coi. Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Thì chúng ta sẽ làm sao để chúng ta tu hành mà có được cái hiện báo nghiệp thì nó mới tăng trưởng niềm tin của mình, phải không quý Phật tử? Chứ mình chờ kiếp sau mình đâu có thấy đâu, đúng không? À, do đó mà hôm nay thầy sẽ phân tích cho quý Phật tử cái sự vận hành của nghiệp nó như thế nha. Dạ. Thưa quý Phật tử, trước hết á, thì chúng ta phải hiểu là cái nghiệp nó là cái gì, đúng không? Nó là cái gì trong con người chúng ta vậy, được không? Hiểu nó được rồi, rồi nó sinh khởi làm sao, nó hoạt động làm sao, rồi nó trổ thành cái quả làm sao, thì mình hiểu cái bản chất nó như vậy á, thì chẳng khác nào mình làm một bác sĩ, còn cái nghiệp của mình á, giống như bệnh nhân vậy đó ha. Mình nhìn nó mình biết nó là bệnh gì, đúng không? Và mình biết rằng tiên lượng của cái bệnh này á, là sẽ như thế nào, đúng không nè? Thì cái đó ta gọi là làm một cái bậc y vương á, nha. Một ông thầy thuốc, vua thầy thuốc á. Mà ông vua này là vua trị bệnh phiền não của mình, đúng không nè? Đó, như vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu coi nghiệp là gì trước ha Phật tử ha. Chắc là Phật tử đi giữ bắt quan trai là biết nghiệp là gì rồi vậy? Đâu bây giờ, theo hiểu biết của quý Phật tử á, quý Phật tử suy nghĩ chút xíu nha. Người ta hỏi cô ơi cô đi chùa, chú ơi chú đi chùa, thì cho tôi hỏi nghiệp là gì vậy? Ví dụ như tôi theo đạo Công giáo, nhưng mà trong đạo Công giáo không có khái niệm nghiệp. Vậy thì chú làm ơn giải thích giùm tôi nghiệp là gì vậy? Đúng không? Đó. Thì mình trả lời sao chú? Đâu chú thử trả lời giùm thầy được không? Nghiệp là gì chú? Đâu. Hay là chú thay mặt người bạn của mình. Nghiệp là kết quả của lời nói và hành động của chúng ta. Chú trả lời rất là đúng theo nghĩa đen á, đúng không? Rồi nghiệp á, tiếng Phạn nó là karma, tiếng Bali là kamma. À, karma có nghĩa là hành động action, được chưa nè? Một hành động về tay chân của mình đều là nghiệp hết trơn á. Rồi cái hành động nó diễn ra trong suy nghĩ của mình nha, thì gọi là ý nghiệp. Hành động của tay chân, đầu mình tay chân thì gọi là thân nghiệp. Còn cái miệng mình nói gọi là khẩu nghiệp, được không? Đó. Thì nghĩa đen nó là vậy đó quý Phật tử. Nhưng mà nghĩa của đạo Phật á, thì nó sâu hơn cái nghĩa của văn chương chữ nghĩa vậy nữa, nghe không? Cái nghĩa của đạo Phật á, là nếu mà mình hành động, mình nói năng, mình suy nghĩ mà không có cái chủ tâm, không có cái sự cố ý, không có cái sự tác ý, không có cái sự móng tâm, không có cái sự cố tình á, thì nó không phải là nghiệp, mà nó là sự hoạt động suông thôi. Cũng giống như cây cỏ cũng rung theo chiều gió nha. Rồi bão nè, bão tố hôm nay nè, nó không phải là nghiệp, được không quý Phật tử? À, do cái sự áp suất nó cao thấp thì không khí nó di chuyển từ nơi áp suất cao xuống nơi áp suất thấp, được không quý Phật tử? Thì nó tạo thành bão, được không nè? À, giống như trong cái bánh xe người ta chạy, xe Honda mình chạy, xe đạp mình đang đi, thì người ta bơm cái không khí vô cái ruột xe rất là căng, thì cái áp suất ở trong cái ruột xe á, có khi nó cao gấp đôi cái áp suất ở ngoài, quý tử hiểu không? Ví dụ áp suất ở ngoài là 1 atmosphere thì người ta bơm vô cái vỏ xe là 2 atmosphere. Thì khi mà cái vỏ xe đó vô tình á, nó cán phải cục đá, cục gạch đó, cái nó bể ra, thì cái không khí ở trong nó sẽ tràn ra ngoài, nó gây ra cái tiếng nổ vân vân, cái tiếng xì vân vân. Thì cái đó ta gọi là áp suất từ chỗ cao đến chỗ thấp. Giống như bão cũng vậy đó quý Phật tử. Gió nó đi từ chỗ cao đến chỗ thấp, cái nó
nó xoáy xoáy xoáy, nó tạo ra bão, phải không quý Phật tử? Thì cái đó là cái sự vận động của tự nhiên, cái đó nó không phải nghiệp, không phải nghiệp, quý tử hiểu không nha? Đó, như vậy thì trong đạo Phật á, nghiệp là hành động nè, lời nói nè, suy nghĩ nè, nhưng mà có móng tâm, có khởi nghĩ, có chú ý, có ý định, có ý chí ở trong thì mới gọi là nghiệp, được không quý Phật tử? Vậy thì đó là định nghĩa nha. Rồi giờ thầy đi sâu hơn chút nữa để chúng ta tìm hiểu coi cái bản chất của nó là cái gì nữa, được không? Dạ. Thưa quý Phật tử, mỗi lần mà chúng ta muốn, thí dụ như thầy đang muốn nói á, thì trong tâm thầy á, nó chạy nhanh lắm, nó chạy nhanh hơn cái miệng thầy tới 17 lần. Tức là cái suy nghĩ á, một cái tích tắc của suy nghĩ á, nó nhanh hơn một cái tích tắc của hành động và lời nói tới 17 lần. Ta gọi là sát na tâm, nó nhanh hơn sát na vật lý, vật chất tới 17 lần nha. Thì trong đầu thầy á, cái ý nó đi trước nha, nó nghĩ cái gì đó mà nó nhanh quá thầy không có nhìn ra, nhưng mà nó khiến thầy nói ra theo cái ý tưởng đó. Giống như hồi nãy trước khi thầy đến đây thì thầy sắp xếp hôm nay thầy sẽ giảng cái đề tài đó. Rồi thầy sắp xếp cái ý thứ nhất á, là giới thiệu. Ý thứ hai á, là định nghĩa về nghiệp, được không? Thứ ba là phân tích cái nghiệp nó là cái gì cho Phật tử hiểu. Thứ tư là bắt đầu cái những cái điều kiện nào mà khiến cho nghiệp nó trổ quả liền trong cuộc sống hiện tại, được không nè? Thì thầy có ba ý đó, được không? Thì ba ý đó cái thầy để trong đầu, rồi giờ thầy ngồi ở đây cái thầy nói ra là nó thứ lớp nó đi ra, Phật tử hiểu không? Nghĩa là trong đầu thầy nó có ý, thầy mới ra cái miệng để nói, phải không quý Phật tử nha? Đó, thì cái đó gọi là nghiệp, phải không quý Phật tử? Cái nghiệp này gọi là nghiệp gì ạ? Nghiệp thuyết pháp, nghiệp giảng pháp, nghiệp nói pháp, được không? Thì nghiệp này là nghiệp thiện hay nghiệp ác? Cái gì trả lời lẹ vậy? Sống suy nghĩ gì trơn á, giống như tự động luôn á hả? Thấy mấy thầy giảng pháp cứ cho thiện không à, đúng không? Yeah. Chưa chắc. Hồi nãy thầy nói rồi, cái miệng nói ra chưa chắc là thiện hay ác, mà thiện hay ác là do cái ý của mình nó ác hay thiện, được không nè? Thầy lấy ví dụ nè, ví dụ thầy nói pháp cho Phật tử, nói pháp cho Phật tử gọi là hoằng pháp lợi sanh á, đúng không? Nhưng mà thầy không hoằng pháp lợi sanh mà thầy hoằng pháp lợi danh. Ví dụ hoằng pháp lợi danh là sao? Là thầy đi giảng pháp thì kiếm tiền nè, thầy đi giảng pháp để quay video clip cho mọi người biết thầy nhiều hơn nè, gọi là danh á. Như vậy thì cái ý của thầy xấu hay tốt? Xấu. Mà ý xấu là nghiệp xấu hay tốt? Nghiệp xấu thì cái miệng thầy thuyết pháp, nhưng mà cái ý thầy xấu á, thì cái nghiệp này vẫn là nghiệp ác chứ không phải nghiệp thiện. Thử thấy không đó? Vậy thì có tự hiểu không? Cái ý nó dẫn đầu, rồi cái miệng nó đi theo thôi, được không nè? Và Phật có câu pháp cú là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác ra cái lời nói của mình. Mà nếu lời nói hay hành động mà với tâm niệm độc ác, tâm niệm độc ác là tham sân si á nha, tham tiền nè, tham danh nè, ví dụ như ha, đó, rồi đi thuyết pháp mà kê người này móc bới người kia thì gọi là tâm sân, đúng không nha? Trả thù người nọ, được không, thì đó là tâm gì? Tâm sân. Thì như vậy cũng thuyết pháp đó, nhưng mà cái ý định nó là tham sân si, gọi là giới tâm ý độc ác, thì khổ não làm sao sẽ liền theo sau, như con bò nó kéo theo chiếc xe xác nó vậy đó, được không nè? Cứ tự hiểu không? Đó, giống như vừa rồi ở Việt Nam mình có cái sự kiện là có ông tiến sĩ Dương Ngọc Dũng hay Dương Trọng Dũng, Dương Ngọc Dũng hả? Ổng là tiến sĩ tốt nghiệp ở bên đại học Harvard, Harvard bên Mỹ á. Ổng nói tiếng Anh giỏi lắm. Thầy Nhật Từ có mời ổng dịch cái cuốn Thiền Luận của ông Suzuki, ba cuốn đó, hồi đó là Trúc Thiên, ông Phật tử Trúc Xuyên có dịch sang tiếng Việt rồi, nhưng mà bây giờ cần dịch lại với cái văn phong hiện đại hơn. Thì ông này ổng mới nhận lời thầy Nhật Từ ổng dịch, thầy Nhật Từ viết cái đề tựa. Nhưng mà dịch chưa có xong, được không? Thì cái lúc mà Vesak đang diễn ra ở Việt Nam mình á, hình như năm 2014 á nha, thì thầy Nhật Từ có mời cái chú đó để đến mà làm gọi là moderator. Moderator có nghĩa là người điều phối chương trình á, gọi là mod á nha. Thì cái người điều phối chương trình đó là giống như chủ tọa cho tựa vậy đó nha. Đó, thì ổng mới thí dụ như ổng ngồi đây chủ tọa thì có những ổng giới thiệu cái người nào lên thuyết trình, xong rồi ổng tóm tắt cho người ta hiểu, rồi ai hỏi cái ai giơ tay hỏi cái ổng chỉ người đó đứng lên để hỏi cái ông thuyết trình, thí dụ đó thì gọi là moderator, được không? Thế thì
ổng được dự cái lễ vê sắc đó, nhưng mà sau đó đó thì không biết vì lý do gì thì ổng nói xấu mấy hòa thượng mình được không đó. Cho nên á là cái ý của ổng á không phải là tốt được không. Thí dụ ổng cũng nói cái nội dung đó nhưng mà với cái ý xây dựng á nha, với cái ý xây dựng, góp ý xây dựng cho Phật giáo mình nó phát triển lên, để giảm cái tệ nạn, để giảm những tai tiếng trong Phật giáo á, thì cái ý đó tốt hay xấu? Tốt. Nhưng cái ý của ổng á, được thầy Nhật Từ phân tích á, là nó mang tính miệt thị, nó mang tính là muốn cho người ta đừng có tôn trọng quý thầy nữa nha. Thì cái ý đó xấu hay tốt? Ý xấu, đúng không? Ý xấu thì khi ổng vừa phát biểu lên á, thì khổ não liền theo sau như con bò kéo chiếc xe theo sát. Ổng ăn ngủ không yên luôn. Mỗi ngày ổng lên mạng người ta đều công kích, người ta chê bai, người ta nói ổng hết trơn. Khổ không? Khổ. Và cuối cùng thì thầy Nhật Từ mở cho chú đó một con đường là sám hối. Sám hối nó tiêu bớt cái nghiệp đi, được không? Tức là cái hiện báo nghiệp cái ông đó rất là nặng, nó trổ quả liền đó quý Phật tử nha. Đó. Phật tử hiểu ý ha. Rồi, vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng một cái lời nói nhưng mà cái tâm mình á, nó có cái ý xấu hay tốt thì cái đó gọi là nghiệp xấu hay tốt, được không quý Phật tử? À, vậy. Như vậy đừng có thấy thầy lên thuyết pháp thì nói là thầy làm thiện nghiệp chưa chắc. Coi cái tâm thầy thiện hay là ác, được không quý Phật tử? Hiểu ha? Rồi, thí dụ như đi tụng kinh là tốt hay xấu, thiện hay ác? Cái gì xấu? Chưa gì hết mà nói lẹ vậy. Có người nói tốt, có người nói xấu. Quý Phật tử đến chùa tụng kinh, quý thầy tụng kinh là xấu hay tốt? Tốt. Sao giờ mới xong cái kia rồi lúc này chưa chắc tốt hay xấu? Thầy nói lại nha, chưa chắc tốt hay xấu. Chúng ta là người học Phật thôi có trí tuệ. Thí dụ như quý thầy tụng kinh mà để duy trì ngôi chùa Tân Ninh này, quý thầy tụng kinh để cho đạo tràng chúng ta đến chùa cho nó có cái sự mà kế thừa, tức là quý thầy thì phải có Phật tử hộ pháp, rồi quý thầy qua đời phải có Phật tử xuất gia làm thầy làm cô, đúng không? Thì cái đó gọi là duy trì ba ngôi tam bảo. Thì cái sự tụng kinh đó, cái sinh hoạt tôn giáo đó là thiện, được không quý Phật tử? Nhưng thí dụ như thầy nhận cái ngôi chùa rồi xong rồi cái thầy sợ rằng Phật tử bỏ đi hết rồi không ai cúng dường thầy á nha, không phải cúng dường chùa nha, cúng dường thầy á, để thầy có tiền thầy xài riêng á nha, thì lúc đó thầy ráng thầy lên tụng kinh để Phật tử đến chùa cho nhiều, để Phật tử cúng cho thầy, mà đừng bỏ vô hồng phước xương, cúng bỏ túi thầy á nha. Thì cái ý định đó mà mình cũng lên ngồi tụng kinh, mình cũng ngồi thiền, nhưng mà mong người ta cúng dường cho mình có lợi dưỡng, thì cái đó xấu hay tốt? Xấu. Vậy thì tụng kinh nó xấu hay tốt? Xấu luôn, hiểu không? Gọi là lợi dụng tín ngưỡng, được không nè? Hiểu không quý Phật tử? À đó, ví dụ như cái vụ trừ ma quỷ, trừ ma nhập đồ ở ngoài chùa gì ngoài Bắc á, chùa gì á, thì cái vụ đó không có xấu, cũng không có tốt nữa nha. Tốt xấu là do cái thầy trụ trì đó dụng ý như thế nào á nha. Ví dụ lợi dụng cái đó để kiếm tiền là xấu hay tốt? Nhưng mà ví dụ dùng cái chuyện mà trị bệnh ma nhập để chữa bệnh cho người ta hết căng thẳng, gia đình người ta bớt lo âu khi có một người bị điên, cho dù là bằng phương pháp gì, cho dù là điên thiệt hay điên giả, nhưng mà vô chùa đó hết điên, hết bị ma nhập đi nha, thì muốn cho người ta hết bệnh mà đừng có mong cầu tiền bạc á, thì cái đó là xấu hay tốt? Tốt đó. Như vậy các pháp nó không tốt xấu, tốt xấu tự nơi tâm mình thôi, được không quý Phật tử? Mà cái đó, cái tâm đó gọi là nghiệp, được không quý Phật tử? Nha. Cái hành động, cái lời nói mình, cái suy nghĩ mình, nó sẽ mất đi khi chúng ta chết. Cát bụi, nó trở thành cát bụi, đúng không? Đó. Nhưng cái gì còn lại? À, cái ý định nó còn tồn tại, quý Phật tử. Hiểu không nè? À, khi mình nói năng, mình hành động, mình suy nghĩ, thì lúc ấy chúng ta có, trong Phật giáo gọi là tác ý. Tác có nghĩa là hoạt động, giống như công tác vậy đó ha. Dạ. Tác có nghĩa là làm việc, hoạt động, khởi tâm, móng tâm. Ý có nghĩa là tâm thức, được không quý Phật tử? À, khi chúng ta có tác ý thì nó tạo nghiệp, hiểu không? Nha. Tác ý có hai loại, thiện với ác. Thiện á thì trong đạo Phật gọi là đúng chân lý mà tác ý. Đúng chân lý trong kinh Phật gọi là như lý. Như lý tức là giống như chân lý, được không? À, như lý tác ý.
thì đó là thiện, được không? Còn bất như lý tác ý thì gọi là ác. Quý tử hiểu chưa? Thầy ráng thì nhét nhét mấy cái từ Phật học vô để quý Phật tử sau này đọc kinh sách mình hiểu, được không nè? À, mình cần phải như lý tác ý, đúng chân lý mà móng tâm động niệm. Ha Phật tử ha, để mà mình nói hay mình hành, hành động hay mình suy nghĩ, được không? Rồi, như vậy thì chúng ta hiểu nghiệp chưa? Nghiệp chính là tác ý, nghiệp chính là chú ý, nghiệp chính là chủ ý, nghiệp chính là cố tình làm, cố tình nói theo một cái hướng ác hay thiện, đúng chân lý hay nghịch với chân lý. Hiểu rồi chưa? Hiểu không quý cô? À, hiểu rồi. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ nha. Hôm nay quý Phật tử đi chùa Tân Ninh, mặc dù mưa bão mà đi rất đông như vậy, thầy thấy ấm áp, thầy thấy hạnh phúc lắm. À, rồi, quý Phật tử đi chùa để làm gì? À, bây giờ thầy hỏi hai người nha, trả lời giùm thầy. Chú đi chùa làm gì? Mời chú. Dạ. Đi chùa rồi thì là cầu Phật. Và nghe kinh, nghe Pháp, nghe Tăng. Dạ, nghe kinh, nghe Pháp để làm gì? À, thầy hỏi từ từ, cứ trả lời tới tới. Dạ. Để hiểu được và làm những việc cần làm dạ, những việc tốt để dạ, hiểu đưa được chúng ta đến cái chỗ là thánh thiện nhất. Tức là hiểu được lý nhân quả để mình làm điều lành, để mình có được kết quả lành, được không? Cho chàng phá tay. Dạ, hay quá. Rồi mời cô đầu dãy luôn. Đi chùa hôm nay tôi bắt con trai làm gì? Rồi mời cô, hỏi hai người nha. Cứ tưởng nhớ nha. À, trả lời vậy đó. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giới sư. Tụng con đi chùa là để theo những lời Phật dạy, đi theo đúng những gì Đức Phật chỉ dạy và tìm cho mình một hướng đi ổn định trong đời sống. Nếu có thể một ngày nào đó mình có thể cũng được giác ngộ như Đức Phật, và đó là nguyện vọng của chúng con. Song song với đó thì chúng con cũng theo thầy để có thể hiểu được những gì mà thầy đã dạy bảo, và chúng con làm đó, lấy đó làm kim chỉ nam trên con đường tu tập. Cảm ơn cô, cũng hay quá ha. Tức là cô nói là đi chùa để mà sau này mình có những cái quả báo tốt đẹp ha. À, đúng như lời Phật dạy. Rồi, bây giờ thầy hỏi tiếp nè. Quý Phật tử là sáng gì đi chùa, có ai phụ chùa làm công quả không? Làm gì vậy? Thí dụ coi. Dọn dẹp, rồi một người dọn dẹp. Rồi có ai nấu ăn không? Đâu ai nấu ăn, giơ tay thầy coi coi, phụ nấu ăn á, phụ rửa rau cũng được nữa có không? Giơ tay thầy coi á. Ô, giỏi quá. Rồi có ai phụ một người dọn dẹp, người nấu ăn. Rồi có ai phụ tu với thầy ở đây không? Ai cũng phụ tu hết đúng không? Rồi, à, vậy thì chúng ta đều tu, rồi làm phước, rồi tu tập vân vân. Tu niệm Phật hay tu thiền? Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đúng không? Rồi, vậy là mình tu niệm Phật. Rồi, thầy hỏi tiếp nè, nha. Từ từ mình sẽ tìm hiểu nha. Rồi, cái để mình phát hiện ra nghiệp nó có như thế nào đó nha. Quý Phật tử vô chùa làm công quả đó thì đi xuống bếp làm thức ăn, quét sân, quét chánh điện, lau chánh điện, dọn đồ ăn, rửa chén nhân dân nha. Quý Phật tử làm cái đó để làm gì, có suy nghĩ gì không? Không suy nghĩ gì hết. À, có như vô chùa mình tự nhiên mình chỉ biết làm công quả thôi nha. Rồi, có ai suy nghĩ là làm công quả để sau này mình được cái phước gì không? Ví dụ như khỏi bệnh tật nè, rồi được giàu sang nè, được sắc đẹp nè, được mọi người cung kính nè, vân vân, được sống lâu nè, có không? Có ai mong muốn gì không? Cái đó là nhu cầu bình thường thôi, có không? Không hết hả? Thánh hết trơn luôn, giỏi vậy. Dạ, thưa quý Phật tử. Đó, giờ chúng ta sẽ phân tích nha. Cái nghiệp đó quý Phật tử, cái nghiệp là cái chủ ý của mình, nhưng mà cái chủ ý của mình á, nó có ba cái giai đoạn trong tâm. Tức là khi mình móng tâm động niệm á, nó diễn ra rất nhanh quý Phật tử. Một giây á, mình đem một giây á, mình chia ra cho 60 thì gọi là một sao ha, giống như cái đồng hồ điện tử mà một giây nó nhảy 60 lần á thì gọi là một sao, được không? À, thì một sao như vậy á, nó tương đương với một sát na vật lý, được không? Trong Phật giáo có khái niệm sát na quý Phật tử. Sát na là cái khoảnh khắc rất là ngắn mà mình không có đo được nha. Rồi, tạm thời là vậy đi, được chưa? Tạm thời là vậy cho nó dễ hiểu, được không? Đó. Thì cái đó là sát na của thế giới cử động tay chân lời nói, thì gọi là sát na của thế giới vật lý.
Nhưng mà mình đem cái sát na đó mình chia ra 17 lần nữa đó thì nó gọi là sát na của tâm, được không nè? Chà, khó hiểu quá ha. Đại khái sát na tâm, nếu mình đem một giây đó đó nha, mà mình chia nhỏ ra gấp 10 lần, gấp 15 lần như vậy, tức là gấp 900 lần á, được không nè? Ví dụ một giây có 60 sát na vật lý, mà một sát na vật lý thì có 17 sát na tâm, được không? À, như vậy một sát na tâm á, nó sẽ đem là 60 rồi nhân với 17 nữa nha, thì nó thành ra là bao nhiêu? 60 nhân 10 600, mà 7642 có nghĩa là gần 1000 nha, gần 1000, tức là đem một giây chia cho 1000 lần thì nó ra là khoảng một sát na tâm, được chưa quý Phật tử? À, một cái khoảnh khắc tích tắc của tâm á, hiểu không? Rồi, bây giờ thầy nói tiếp. Một lần mà mình tác ý, tức là mình khởi nghiệp á, nãy thầy có nói rồi, mình khởi ý gọi là khởi nghiệp. Ý chính là tác, tác nghiệp, ý chính là nghiệp, được chưa? À, rồi. Thì mỗi lần mà mình móng tâm lên như vậy á, rồi mình chuyển qua một cái tâm khác á, cái độ dài của cái tâm mình á quý Phật tử, cái độ dài của cái móng tâm mình á, nó chỉ có 12 sát na tâm thôi à. Tức là nó không bằng một cái sát na vật lý, tức là không bằng 1/60 giây nữa, không bằng một sao nữa nha. Là mình đã khởi một ý nghĩ rồi hết á, tắt á. Quý tử hiểu không? À, như vậy thì hồi nãy giờ quý Phật tử ngồi nghe pháp á, nói với sự chú tâm á nha, thì gọi là tác ý á nha. Mắt thì tác ý vô nhìn nè, lỗ tai thì tác ý coi thầy nói có hiểu không nè, cái đầu thì tác ý coi suy nghĩ coi ông nói cái gì mà cao quá trên trời không à ha. Đó, thì cái sự chú tâm đó đó là quý Phật tử đang tạo nghiệp á. Mà đang tạo nghiệp á không phải có một lần, mà nó hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ lần hồi nãy giờ rồi. Mới có hồi nãy giờ vô, bây giờ là 15 phút đúng không? Mà 15 phút á thì nhân cho 60 giây chứ gì, đúng không? Nha. Thì nó nhiều lắm, thầy là biến tính lắm nha. Mà đại khái hồi nãy giờ quý Phật tử đã móng tâm rồi, nó tắt đi rồi cái tâm khác nó móng lên, nó cứ nhìn theo thầy liên tục vậy á, là hàng ngàn hàng triệu lần rồi đó, được chưa? Và hồi nãy giờ quý Phật tử đã tạo hàng ngàn hàng triệu cái nghiệp thiện rồi đó, gọi là cái nghiệp thính pháp, nghe pháp, được không quý Phật tử? À, đó, được chưa, được chưa? Rồi, rồi tiếp tục nha. Rồi, à, vậy thì hiểu chưa? Nghiệp nó diễn ra nhanh lắm, nó tạo một nghiệp, hai nghiệp, ba nghiệp, ba nghiệp á, nghe không? Rồi, cái chuỗi tâm chúng ta là một cái chuỗi suy nghĩ liên tục, một cái chuỗi tạo nghiệp liên tục, và cái nghiệp này dứt á, nó làm cái động lực. Nghiệp này nó vừa khởi lên, nó dứt rồi thì nó hết rồi, nó chấm dứt rồi, nhưng mà cái sức mạnh của nó gọi là nghiệp lực á, nó lại khiến cho mình tiếp tục suy nghĩ nữa. Tiếp tục suy nghĩ nữa, giống như là người ta bắn súng mà ta bóp còn cái là viên đạn này bay ra, cái nó trích lại một phần sức lực của nó gọi là trích khí á, à, trong cái vỏ đạn á, rồi cái nó lại đẩy cái viên đạn kia lên nòng, cái nó bắn tiếp, hiểu không? Gọi là bắn liên thanh á, súng máy á, quý tử, hiểu không? Giống như pháo mình đốt á, hồi xưa đốt pháo bây giờ ít đốt á ha. Quý tử có biết là người ta treo 1 mét pháo lên người ta đốt không? Thì người ta đốt cái viên pháo này nó vừa nổ một cái á, thì cái lửa của nó mồi cho cái ngòi của viên pháo trên, rồi viên pháo trên cháy xong rồi á, nó nổ cái lửa nó mồi cho viên pháo trên nữa, thế là nguyên một cái dây pháo nó nổ đùng đùng tới hết luôn, hiểu không? Đó, thì cái đời sống chúng ta nó giống như một cái mét pháo dài vô tận vậy đó. À, thì nó giống như cái dòng nước chảy liên tục, quý tử hiểu không? À, những cái giọt nước đó là một niệm, một giọt nước là một niệm, mà những giọt nước nó cứ nối đuôi nó chảy thì thành cái dòng nước, quý tử hiểu chưa? Hiểu không? Vậy thì suy nghĩ chúng ta nó có rất nhiều niệm. Mỗi một niệm gọi là một tâm, được không? Một tâm như vậy á, thưa quý Phật tử, nó diễn ra nó có 12 khoảnh khắc, gọi là 12 sát na thôi, độ dài nó đó nha. Rồi tiếp tục. Căng quá không? Khó quá đi thôi ha. Thôi, bây giờ thầy tóm lại đi cho nó gọn, chứ còn nói như vậy đó quý tử không nhớ nổi đâu nha. Cái này nó cao lắm nha, nó dạy cho quý thầy ở trên học viện á. Rồi. Rồi tiếp tục từ từ. Thầy cố tình thầy làm sao cho Phật tử hiểu, được không nè? Hiểu được 1% cũng là hiểu, tại cái đó là chân lý. Cái đó là người tu thiền định như Đức Phật, như các vị thánh nhân á, họ nhìn lại tâm mình, họ khám phá ra cái sự hoạt động, cái sự vận hành của tâm á, thì họ nói lại để mình hiểu. Mà khi mình hiểu á thì mình phải biết cách để mình tạo cái nghiệp sao cho nó trổ quả trong hiện tại được. Quý tử hiểu không nè? Còn mình không hiểu nó thì mình làm nó không có xong nha. Nghĩa là bác sĩ phải biết cái bệnh lý, biết bệnh lý thì nhìn ta sốt là biết tại sao nó tạo ra cơn sốt, được không? Nha.
Rồi cái sốt đó là do con vi khuẩn nó tác động lên, nó sinh ra cái chất gây sốt nội sinh nó gây sốt nhân dân ha. Chứ không phải thấy sốt cái cho paracetamol uống cho nó hạ nhiệt rồi coi chừng cái sốt nó nhiễm trùng viêm ruột thừa cái chết, đúng không? À, thí dụ nha, thì bây giờ thầy nói tiếp nè. Khi mà chúng ta móng tâm khởi một cái nghiệp á, gọi là có tác ý hay là một niệm á, hay là một tâm á, thì nó có ba giai đoạn. À, hay nói cách khác gì đi cho nó dễ. Thầy lấy ví dụ như cái giai đoạn đầu chúng ta móng tâm lên á, là cái chai nước này, à, hay là cái bông này đi cho nó dễ nè nha. Em chứ mình quay lại cho Phật tử coi, Phật tử hiểu cái bài này nha không? Phật tử thấy cái bình hoa này không? Cái lẵng hoa không? Bây giờ nhìn cái hàng cuối cùng của cái lẵng hoa đi, là có phải là nó có cái bông màu đỏ rồi chính giữa là màu gì? Màu trắng, màu hồng. Rồi, Phật tử hiểu thì Phật tử tu sao mà kiếp này nó trổ quả liền á, là Phật tử tạo công đức liền ha. Rồi, thầy xin phép nha. Quý Phật tử nhìn vào cái hoa thầy cắm đây, và ở hai đầu á, nó có hai cái bông màu đỏ, quý tử thấy không? Cái hàng cuối cùng á nha, nè nhìn thấy không? Nè, cái đầu tiên màu đỏ nè, rồi năm cái màu gì? Màu trắng. Rồi cái cuối cùng màu đỏ nữa, đúng không? Thấy không? Rồi thì giơ cao lên cho quý tử dưới chót thấy không? Nhìn cái hàng cuối cùng nè, thấy không? Hai cái đầu của cái hàng cuối cùng màu gì? Màu đỏ, chính giữa màu gì? Màu trắng. Một niệm tâm chúng ta nó có ba giai đoạn vậy đó. Cái sự bắt đầu của cái tâm á, nó màu đỏ. Rồi nó cứ lặp đi lặp lại cái sự chú ý đó tới 5 lần, 5 sát na để nó tạo nghiệp. Nghiệp là một hành động, lời nói hay ý nghĩ mà lặp đi lặp lại nhiều lần, quý tử hiểu không? Nó mới thành thói quen gọi là tạo nghiệp nha. Thì không phải chúng ta làm hành động vậy lặp đi, trong suy nghĩ chúng ta nó tạo nghiệp nhanh lắm quý Phật tử, nó chạy nhanh lắm. Nhưng mà khi chúng ta móng tâm lên á, gọi là tâm ban đầu á, là tượng trưng cho cái bông màu đỏ, ví dụ quý Phật tử là từ trái qua phải á nha. Rồi sau đó đó là nó diễn ra năm cái sự lặp đi lặp lại liên tục. À, rồi sau đó thì nó chấm dứt bởi một cái bông màu đỏ nữa, được không? Đó, thì cái này gọi là cái nghiệp ban đầu á, ta gọi là tác hành. Tác hành là có nghĩa là tạo ra hành động á nha. Tác hành tâm hoặc là tốc hành tâm cũng được nữa. Rồi còn cái này là kết thúc của cái sự tạo nghiệp, gọi là kết thúc. Cái này bắt đầu và cái này diễn tiến lặp đi lặp lại 5 lần, 5 sát na, được chưa nè? Mỗi khi chúng ta chú tâm một vấn đề gì đó, ví dụ quý Phật tử nghe thầy nói, lỗ tai quý Phật tử khởi lên nghe nói cái gì, rồi nó nghe nó nhớ 5 lần như vậy đó, rồi cuối cùng nó kết thúc, rồi một cái tâm khác sinh ra, được chưa? Cũng giống như là thầy uống nước á, thì bắt đầu uống là ngụm thứ nhất, rồi thầy uống xong còn chút cái thầy để lại, đợt hồi thầy uống hết luôn gọi là ngụm cuối cùng nha. Thì tâm ta cũng vậy. Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta mà tạo ra nghiệp, tức là chúng ta chú ý á, chúng ta tác ý á, chúng ta móng tâm động niệm á, mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái tâm ban đầu thôi, tức là cái bông đỏ này thôi, rồi xong rồi chúng ta đừng có suy nghĩ gì thêm nữa trơn á nha, đừng có do dự, đừng có tính toán gì đó nha, thì cái nghiệp đó nó sẽ trổ quả liền trong kiếp này, được chưa nè? Ta gọi là gì? Hiện báo nghiệp, được chưa? Còn nếu chúng ta làm mà chúng ta do dự, chúng ta tính toán tới lui á, là năm cái này nè, năm cái bông này nè nha, thì chúng ta sẽ có một cái sự trổ quả nó do dự ở kiếp sau nữa, ta gọi là hậu báo nghiệp, được chưa? Còn nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm, suy nghĩ kỹ rồi chúng ta mới làm á, và chúng ta làm, chúng ta quyết định làm luôn chứ không có thay đổi ý tưởng á, thì nó sẽ kết thúc bởi cái bông màu đỏ, được không? Tức là nó hoàn thành một cái móng tâm động niệm đó, có cái sự quyết định đó, thì cái nghiệp này nó sẽ tạo ra ở kiếp ngay kiếp sau, được chưa nè? À, rồi từ từ nói lại sau, quên hết đi cũng được nha, để khỏi nhức đầu. Rồi bây giờ thầy ví dụ thế nào để được quả báo liền trong hiện tại, là khi nào chúng ta, thí dụ chúng ta bố thí mà chúng ta được kết quả liền trong hiện tại á, thì chúng ta nên bố thí mà đừng có suy nghĩ tính toán, ta gọi là vô trí ha, không có suy nghĩ, được chưa? Thứ nhì là ly tham. Ly tham có nghĩa là gì?
không có khởi tham sân si trong lúc bố thí. Năm cái bông màu này nè là mình tính toán á nha. Bây giờ mình bố thí để mình mong cho được giàu sang, thì cái mong được giàu sang là tâm tham, quý tử hiểu không? Nha, đó. Thì như vậy nó rơi vào năm cái bông này rồi, mà rơi vào bông năm bông này á thì có khi kiếp sau nữa nó mới trổ quả, được chưa? Hình dung được ha, nó có ba giai đoạn của một tâm niệm á nha. Còn khi mà quý Phật tử nghĩ rằng mình bố thí là mình sẽ mong cầu á là mình sẽ được giàu sang, rồi quyết định mỗi lần bố thí là mong được giàu sang, mỗi lần bố thí mong được giàu sang, thì là nó xong luôn cả cái bông cuối cùng, hiểu không? Có cái sự kết thúc luôn nha. Thì cái đó ta gọi là sanh báo nghiệp, tức là kiếp sau mới trổ, được không? Hoặc là bây giờ quý Phật tử niệm Phật, quý tử niệm Phật. Niệm Phật để làm gì quý Phật tử? Hồi nãy thầy chưa hỏi đến niệm Phật ha. Niệm Phật để làm gì nè? Được vãng sanh, đúng rồi. Cô pháp danh chi? Quảng Liên. Quảng Hiếu. Quảng Liệu. Cô Quảng Liệu nói là niệm Phật để được vãng sanh Tây Phương. Và mỗi lần niệm Phật, cô đều phát nguyện là cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Như vậy thì thầy hỏi với Phật tử, cô liệu mỗi lần cổ khởi niệm niệm Phật á, là cổ đã trải qua hết cái bông thứ mấy rồi? Bảy cái bông này là từ lúc mà cổ bắt đầu niệm Phật nè, rồi cổ quyết định là không có mong cầu vô cõi người nè, không mong cầu vô cõi trời nè, mà chỉ mong cầu về Tây Phương là cái chót nè. Thì như vậy á là hết bảy cái sát na luôn cái nghiệp của cổ á nha. Nghiệp này gọi là thiện nghiệp hay là gì? Cao hơn thiện nghiệp nữa. Nghiệp gì? Cao hơn thiện nghiệp gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là cái nghiệp về tịnh độ, nó cao hơn thiện nghiệp. Tại thiện nghiệp mình sanh lên cõi trời là hết, hoặc là mình tái sanh làm người giàu sang quyền quý thôi nha. Nhưng mà mình về Tây Phương á thì cái phước nó cao hơn cõi trời nữa, thì nó gọi là tịnh nghiệp, được không quý Phật tử? Dạ, rồi. Bây giờ cô quản liệu á là chủ ý chỉ có vãng sanh Tây Phương thôi, không đi đâu hết á. Thì cô không có tính toán suy nghĩ gì hết đó, mà cuối cùng cô chốt lại là sanh Tây Phương. Thì như vậy cổ trải qua từ đầu cho đến đuôi luôn, thì cái nghiệp mà nó trọn vẹn như vậy á thì nó sẽ trổ quả ở kiếp sau, ngay trong kiếp sau, được chưa, chứ không phải kiếp tới nữa. Thì như vậy với cái tâm niệm đó thì quý Phật tử nghĩ coi, cổ niệm Phật á cổ vãng sanh Tây Phương được không? Được, tại vì ngay kiếp sau của cổ sẽ là về Tây Phương với cái nguyện đó nha. Đây bắt đầu niệm Phật nè, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di 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 Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc con nguyện, được không? Thì như vậy là rõ ràng cổ tu để cho kiếp sau chứ không phải kiếp này, được không? Hiểu không nha? Thì như vậy cô quản liệu sẽ được vãng sanh nếu duy trì cái tâm niệm đó đến phút chót, được không quý Phật tử? Hiểu không? Hiểu rồi ha. Rồi tiếp tục. Bây giờ giả sử có một cô nào khác giống như cô này nãy nói, đến chùa làm công quả thôi chứ không cần hồi hướng Tây Phương gì trơn á nha. Chỉ biết đến chùa làm công quả là làm công quả, không có tính toán nha, không có nguyện cầu gọi là vô nguyện vô tác nha. Vô tướng vô tác vô nguyện, nhớ không? Thì chỉ biết làm là làm thôi. Thì như vậy là cổ rơi vào cái bông đỏ thứ nhất thôi, hiểu không? Móng tâm thôi rồi làm, chứ không có tính toán là làm để được có phước nè, làm để được khỏi bệnh nè, làm để được sống lâu nè, làm để được xinh đẹp nè, làm để được mọi người yêu quý nè, ví dụ trí tuệ thông minh nè, không có tính toán năm cái điều này, được chưa nè? Mà cổ cũng chẳng có cần phát nguyện đi đâu về đâu hết trơn á, được không? Cổ chỉ biết đến chùa làm công quả là đủ rồi nha. Thì cái đó gọi là tâm ban đầu, cái đó gọi là bồ đề tâm, cái đó gọi là tâm giác ngộ, được chưa? Thì cái kết quả nó trổ liền trong hiện tại, quý tử hiểu không nha. Mà với điều kiện là làm với tâm hoan hỷ nữa, chứ không phải mà đến chùa làm nhưng mà nói ôi đến chùa làm chứ không có vui là không có được nha. Phải hoan hỷ nữa thì nó mới trổ quả hiện tại, được không? Thời Đức Phật có một cái bà đó, bà tên là Mạc Lợi Malika. Bà là con của một cái người mà bán bông ở ngoài chợ mà nghèo lắm. Bông ở ngoài chợ không phải như cái tiệm bông ở Việt Nam mình đâu quý Phật tử. Họ đi mua mấy cái bông dạng thọ, bông cúc rồi đó, cái họ ngắt cái đầu nó ra vậy nè, ngắt cái bông ra như vậy, xong họ lấy dây họ xỏ sâu á, xỏ sâu chuỗi luôn những cái tràng hoa, rồi cái họ treo lên họ bán có mấy đồng cái à, thì lời ngày không có bao nhiêu hết trơn á. Thì gia đình cổ rất nghèo, mà nhan sắc thì cổ không có đẹp lắm nữa nha. Đó. Thì nhưng mà một hôm á là ở thành Xá Vệ đó đó,
là Đức Phật đi đến đó hoằng pháp. Tại vì ông cấp cô độc á, ông trưởng giả cấp cô độc á, mới cúng cho Đức Phật một ngôi chùa ở đó, gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá, được không quý Phật tử? Thì sau khi thành đạo 6 năm, Đức Phật về đó, Đức Phật hoằng pháp. Cái tin tức từ thành Vương Xá mà lan truyền đến thành Xá Vệ là có một bậc giác ngộ đi đến đây để thuyết pháp á, nó lan truyền khắp kinh thành Xá Vệ. Dân chúng ngày ngày mong Đức Thế Tôn, 6 năm trời chờ đợi rồi Đức Thế Tôn chưa qua hoằng pháp. Ông cấp cô độc, ông cúng cái chùa đó, ngày Xá Lợi Phất về đó xây xong rồi mà 5 năm trời Đức Phật không bước về đó thuyết pháp. Tại chưa đủ duyên, được không? Ông Ba Tư Nặc chưa có tin Đức Phật đó. Nhưng mà cái cô gái đó, cổ là dân chúng bình dân, cái cổ mới nghĩ rằng là cổ mong sao cái bậc giác ngộ đó đi đến cái quê hương của cổ, cái thành phố của cổ để giảng pháp, thì cổ hạnh phúc lắm. Thì cổ bữa đó cổ đi vô trong cái vườn hoa, cổ mua mấy cái bông á, rồi về cổ đem cho ba cổ kết thành tràng hoa đi bán á. Thì cái cổ vô tình cổ thấy Đức Phật đi khất thực ngang qua cái vườn bông đó. Mà cái bữa sáng hôm đó là cổ vội cổ đi mua bông, cho nên cổ đem theo mấy cái bánh rồi đó, gọi là đồ ăn sáng với Phật tử, mấy cái bánh bột nướng rồi đó. Thì cổ chưa kịp ăn, nhưng mà cổ thấy Đức Phật đi ngang, người ta đi rần rần biết sao, người ta cúng dường đó. Cổ nói trời ơi, đây là cái cơ hội duy nhất, không biết ngày mai mình có được gặp Thế Tôn không nữa đó. Cho nên cổ ùa ra, cổ lấy liền mấy cái bánh á, mà cổ định ăn sáng á, cổ cúng cho Đức Phật luôn, cổ cúng cho chúng tăng luôn, với cái tâm hoan hỷ mà không có tính toán, cứ tự hiểu không, không có mong cầu cái gì hết trơn á nha. Thì có nghĩa là cái bông đầu tiên nè, được không, mà không có nghĩ là được phước báo, được sắc đẹp, được quyền quý, được sống lâu, được khỏe mạnh gì hết trơn á nha. Với một cái tâm niệm hoan hỷ mà không tính toán đó, cổ cúng cho Đức Phật, thì Đức Phật hứa khả cho cổ là con sau này sẽ được cái quả báo tốt đẹp liền, do cái tâm cúng dường mà không có tính toán, được không? À, được quả báo trong hiện tại liền á, được không nè. Thì cổ vui lắm, cổ vui quá, cái cổ tiếp tục cổ ra cổ lụm bông để cổ bán, rồi cổ ngắt những cái bông hoa nó già già để cổ đem về cho cha cổ bán. Mà trải qua đến gần trưa luôn, cổ cũng quên đói luôn quý tử, tại vì cổ vui quá rồi nha, hôm nay cúng dường được Phật vui quá. Thì lúc đó đó, Đức Phật đã về khu Kỳ Viên Tịnh Xá để ngồi thọ thực rồi. Thì cổ cứ lẫn quẩn ngoài cái giường bông, cổ cũng quên luôn là đem bông đến cho ba cổ bán luôn. Cổ vui quá, cổ quên hết mọi sự luôn. Mà cổ ở trong vườn, cổ cứ hát, cứ ca nghêu ngao vậy đó. Đó. Thì lúc đó bỗng nhiên á, có một cái đoàn chiến binh là dẫn đầu bởi một viên tướng mà thiểu não vì thua trận nha. Là đi đánh trận ngoài biên giới thua, rồi đi về còn có tàn quân không à, còn có một ít người đi theo cái vị tướng quân đó à. Cái vị tướng quân đó vừa mệt mỏi mà vừa đói khát nữa. Thì dân chúng này thấy thua trận đâu có ai đón mừng đâu. Cái tướng quân đó dừng lại vườn hoa nghỉ, thì tự nhiên nghe tiếng hát của cổ á, cái bắt đầu tự nhiên thấy bao nhiêu mệt nhọc nó tiêu tan hết. Cái cô này cổ hát hay mà cổ vui nữa, cổ xấu chứ không có đẹp nhưng mà cổ vui, được không đó. Cái tướng quân mới kêu mấy tùy tùng á, lại coi cô đó là ai, mời cô đến hát cho quân lính nghe luôn cho đỡ buồn, chứ thua trận rồi buồn quá. Thì ai dè đâu, cái vị tướng quân đó là vua của cái nước nó nữa, nhưng mà vì đem quân qua chinh phạt vua A Xà Thế ở bên nước Ma Kiệt Đà, cho nên là bị thất trận, bị A Xà Thế đánh cho tan tành luôn, không còn manh giáp quay về. Thì ông vua đó là vua Ba Tư Nặc, biết Phật tử đó. Vua Ba Tư Nặc mới mà giấu danh tính, không có cho người ta biết, thì mới nói thôi bây giờ ta chính là vua Ba Tư Nặc của xứ sở này đây, cô có muốn theo ta về làm hoàng hậu không? Cái cô này giống như hoàng hậu Ỷ Lan ở Việt Nam mình nhớ tử đại lý á nha. Có vua Lý Thánh Tông cũng đi ngang qua cái khu vườn, thấy có cô gái mà hoàng hậu Ỷ Lan hồi xưa là tin Phật pháp, đi cúng chùa rất nhiều, mà cúng với cái tâm thuần thiện không à, cho nên á bà vui trong lòng, lúc nào bà cũng vui hết. Một hôm á, thì vua Lý Thánh Tông đi ngang qua cái vườn hoa đó, cái gặp một cô gái thôn quê, nhan sắc không có mặn mà, nhưng mà vui vẻ ca hát, mà đứng dựa vô cái gốc hoàng lan á. Cây hoàng lan á, nó to lắm, nó có chùa thầy có cây hoàng lan nó to bằng cột nhà này nè, đó. Cổ dựa vô cái gốc hoàng lan đó, cổ hát nghêu ngao á. Nhà vua đi qua, cổ quên mất là phải quỳ xuống lại. Cái nhà vua thấy có cô này, cổ coi mình không ra gì hết á, ổng lại, ổng kêu quân lính lại bắt cô đó lại. Ai dè đâu thấy cô này cổ hoan hỷ quá, tại cổ đi chùa á. Đó, thời đó Phật giáo bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam rồi nha. Ông vua Lý Công Uẩn là chú tiểu đi tu đó, cho nên á là thấy cô này hoan hỷ quá, mời cổ về làm nguyên phi Ỷ Lan, được không? À, sau này lên hoàng hậu á đó. Thì giống y như câu chuyện của hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân vậy đó nha.
Thế thì nhà vua mới đón cái cô hoàng hậu đó về, cái phong cho hoàng hậu luôn nha. Sau này cô hoàng hậu là đệ tử của Đức Phật, và chính hoàng hậu đó đã khiến vua Ba Tư Nặc đến gặp Đức Phật, rồi ông ta mới được Đức Phật chinh phục và thành đệ tử của Đức Phật luôn, được không? Nha. Thì đó gọi là hiện báo nghiệp, quý tử hiểu không nha? Tức là một cái cô gái cổ dâng một miếng bánh lên cho Đức Thế Tôn, rồi cổ không có nghĩ quả báo gì trơn á nha. Còn trong khi đó Phật tử mình á, Phật tử thành xá lợi á, thành xá vệ á, chạy theo cúng Đức Thế Tôn, nhưng mà mong sao cho con được sống lâu, mong sao cho con được hết bệnh, nghĩ là Đức Thế Tôn là ông thần, cúng ổng là mình cậu gì được cái đó, được không? Mong sao chiều nay con trúng số số thì sẽ không được liền, được không? Vì vậy mà quý Phật tử ra đường mà thấy cái người bán vé số họ khổ cực quá, họ bán vé số cho mình, mà nếu mình khởi tâm mình thương họ, mình mua cho họ, hoặc là mình bố thí cho họ 20-30 ngàn, không cần cái tờ vé số nha, thì coi chừng chúng á. Còn một quý tử mong sao mà thôi mình thương họ, mình mua cho họ, nhưng mà trong lòng thì mong là chiều nó trúng, thì kiếp sau mới trúng, kiếp sau nữa mới trúng. Tức là nó rơi vào năm cái bông màu trắng nè, hiểu không nha? Nghĩa là có tính toán nè, chiều trúng mà trúng 100 triệu không được, trúng 1 tỷ, 1 tỷ không được, 10 tờ cho 10 tỷ ví dụ nha. Đó. Thì như vậy là nó đã nhảy qua cái giai đoạn tính toán rồi, được không? Mà tính toán thì không có chỗ liền kiếp này, mà kiếp nữa mới chỗ, được không quý Phật tử? Đó. Được không? Vậy đó. Do đó từ nay trở đi quý Phật tử muốn cho cái quả báo nó trổ liền á, thì chúng ta nên cúng dường, bố thí, làm phước, phóng sanh, niệm Phật, tu tập, chẳng cần mong cầu cái gì cả thì quả báo nó đến liền. Đến liền quý Phật tử nha. Bản thân thầy cũng kinh nghiệm nhiều lần cái đó. Thầy khát khao có một cái chùa, thầy với thầy chủ trì mình á là biết nhau mấy năm rồi nha. Chủ trì mình học ở học viện khóa 10, thầy có duyên thầy đến đó dạy một buổi, rồi sau đó thì thầy nhìn mặt thầy nhớ liền à. Rồi thầy chủ trì cũng khát khao có cái chùa ha, chắc có lẽ là chỉ khát khao để hoằng pháp lợi sanh thôi chứ không phải hoằng pháp lợi danh, được chưa? Thì tự nhiên có cái chùa, đúng không? Thầy cũng vậy nữa, thầy cũng mong muốn sao mà có cái chùa để thầy mở bệnh viện Phật giáo, nhưng mà nó xa vời quá, thôi giờ mong muốn có cái chùa để mà mở nhà dưỡng lão để chăm sóc cho những người già mà không ai nuôi á nha, mà bệnh nặng á, mà con cháu nó muốn cho chết sớm á nha, thì mình đem về mình nuôi, ví dụ đó. Rồi thôi thầy bỏ ý tưởng đó, nhưng mà có hai cái sư cô lớn tuổi đó mới đem hết gia tài của mình hùng tiền lại, cái mới mua cho thầy một cái thất nó như cái chùa đó nhưng mà không có bảng hiệu, 2.8 tỷ ở gần thiền viện Thường Chiếu Long Thành á. Rồi sau đó thì 2 năm trời thầy thiếu phước cho nên không ai ủng hộ thầy mở nhà dưỡng lão đó. Rồi cái thầy mới nói thôi mình không làm á, thì mình cúng dường lại cho quý thầy đi, để quý thầy ở thiền viện Thường Chiếu người ta làm Phật sự. Bởi vì Hòa Thượng thiền viện Thường Chiếu mới lên trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, tức là Hòa Thượng Nhật Quang á, thì đệ tử của Hòa Thượng thì làm trưởng ban trị sự, phó ban trị sự Phật giáo huyện Long Thành, là cái chỗ đó thiền viện Thường Chiếu ở luôn. Đó. Thì quý thầy muốn có một cái chùa riêng để mà làm văn phòng ban trị sự đó quý Phật tử nha. Chứ làm trong thiền viện thì bất tiện quá, người ta cứ vô thiền viện ra thiền viện thì nó không có thanh tịnh để người ta tu thiền nữa, quý tử hiểu không? Cái thầy nghe nói như vậy, cái thầy phát tâm thầy cúng liền cái thất đó cho thầy Đạt Ma Chí Hải là phó ban trị sự huyện Long Thành luôn. Mà trong đầu thầy không có tính toán gì đó, cũng không suy nghĩ, cũng không mong cầu quả báo gì á. Thầy nói thôi bây giờ quý thầy cần mà mình không làm Phật sự thì mình cúng xong rồi hết chết rồi, bây giờ mình hai tay trắng rồi đâu còn gì. Còn miếng đất ở dưới đề chuối chút xíu mà cái đất cũng không có bản chùa, cũng đâu có làm gì được. Đó. Thế là nhưng mà vui lắm, lúc thầy cúng lại cho thầy Đạt Ma Chí Hải ra ngoài phòng công chứng thầy ký tên rẹt rẹt, thậm chí cái tiền trước bạ gì đó thầy cũng cúng dường thầy luôn nha. Thầy nói thôi quý thầy thiền viện làm gì có tiền, thôi mình cúng luôn. Đó. Rồi thôi tự nhiên nó nhẹ bẩn cái nguyện mình không thành nhưng mà mình nhẹ lắm là mình cúng hết rồi. Cho nó khỏe. Đó. Quý tử biết đúng 6 tháng sau tự nhiên cái thầy cũng đi học ở học viện mà thầy dạy á, mới điện thoại nói thầy có cái chùa ở Đồng Nai luôn, ở gần Nam Cát Tiên á, gần rừng Nam Cát Tiên á, thầy chủ trì 45 tuổi qua đời bị một cái scandal á, nhưng mà cho nên scandal đó nó làm cho Phật tử bỏ chùa hết rồi, nhưng bây giờ không ai dám về đó hết trơn á. Rồi giờ thầy có nhận không? Nó giờ nhận liền nha. Cúng cái thất thì được cái chùa, các tử thấy không? Đó. Không có tính toán gì hết, nó trổ quả liền quý Phật tử, trổ quả liền á nha. Đó. Rồi quý Phật tử biết không, thầy cái tâm thầy á, là sở dĩ thầy muốn mở nhà dưỡng lão là bởi vì năm 2014 thầy mới đi du học Ấn Độ về Việt Nam á.
Thì lúc đó thầy chỉ có một chiếc xe gắn máy thôi à, tức là còn dư có 20 triệu trong túi à. Đem 20 triệu đó mua chiếc xe Quay S 18 triệu, là xe loại rẻ tiền đó. Quay S đi, đi xe Quay. Rồi đi xe Quay thì đi được có mấy tháng à, cái trong chùa của thầy á, ở Vĩnh Long á, chùa của sư phụ á, là có trường trung cấp Vĩnh Long ở đó, cái có cái thầy ông học ở đó. Ổng để chiếc xe, ông mới mượn ông anh lên trên trường. Ổng về ông thăm quê, cái mượn chiếc xe Honda mà ông anh chạy chạm đo ôm nữa. Mượn chiếc xe Yamaha Sirius á, đó, để trước cái trường sau á, buổi trưa 12 giờ á, ăn trộm vô, nó bẻ khóa, nó dẫn đi mất tiêu luôn. Trời ơi, mồ hôi một cơi, ổng ra như tắm nha, nó chết rồi, tiền đâu con đền ông anh đây, mà ông anh con nghèo lắm, làm sao, xe đâu ổng chạy ông đo ôm nữa đây. Cái chứng minh nó thôi, thầy lấy chiếc xe chứng minh thầy về đưa ổng đi đi nha, rồi đưa giấy tờ cho thầy sang tên luôn á, như là cho thầy á, thầy khỏi lo nữa. Lúc đó chứ mình đi giảng đi dạy bằng xe đò, không biết từ Vĩnh Long lên thành phố đi xe đò không à. Nhưng mà trong đầu thầy không bao giờ nghĩ là có quả báo gì trơn á tử. 4 tháng sau, nhớ cái Tết năm 2014, cái thế giới di động nó bán điện thoại, ai mua thì có cái phiếu trúng thưởng. Cái chứ mình cũng không mong cầu trúng thưởng, nhưng mà cái cô bán cô nói thầy ơi, thầy ghi vô đi, có trúng thưởng xe SH đồ ngon lắm. Mình nói không cần, cô mua mua thôi, không cần trúng thưởng, cái cổ tự cô ghi cho chứ mình luôn. Cổ tự cô ghi là cô bỏ vô cái thùng luôn. Mà vậy mà nó quay số, thầy trúng được chiếc xe SH của vô tử. Đó. Ghê vậy đó nha. 82 triệu. Cho chiếc xe mười mấy triệu trúng được 82 triệu. Chiếc xe SH, ghê không? Cái đó gọi là hiện báo nghiệp. Được không quý tử? Mình không mong cầu mới được nha. Đó. Rồi sau đó đó thì thầy mới nghĩ, thôi chiếc này là của thiên mình cũng trả địa à. Cho nên mình bán đi luôn để mình đi mua chiếc xe gọi là xe số, xe Future á nha. Ở thầy chạy xe Future 30 triệu, còn dư 40-50 triệu cái thầy mua cây, thầy về thầy trồng ở trên cái thất thầy á, trồng rừng á, đó. Thì thưa quý Phật tử, cái đó nó nhiều cái mà nó hiện báo nghiệp lắm, miễn là mình đừng có tính toán á, Phật tử, hiểu không nè. Một cái trường hợp như vậy nữa, là cái sư cô đó, cổ 75 tuổi, 74 tuổi, là sư cô Ngọc Thuần á, cổ đi tu Pháp Môn Tổ Sư Thiền 15 năm rồi. Mà năm 2014 là cổ dưới đi ra ngoài thiền đường Đinh Sơn ở ngoài Bảo Lộc á, để giữ cái khóa tu thiền tham thoại đầu á. Thì cổ thường thường là cái khóa thiền đó đi cứ tu hết chỗ này chỗ kia, 3 tháng hạ cũng nhập hạ chung với chư Tăng Ni để tu luôn. Thì cũng giữ cái khóa đó luôn, ở Ấn Độ mới về mình không có việc làm đi tu thiền, nhập hạ tu thiền. Lúc đó thì mới bắt đầu xin đi giảng dạy ở học viện thôi. Thế thì lúc đó cái cô đó cổ không ăn, cái cổ bỏ ăn, cái cổ mệt, cổ nằm, cổ thở không à, sốt nữa. Với mình đến khám bệnh thì phát hiện ra cổ bị viêm phổi. Nhưng mà viêm phổi kỳ lắm, nó nặng lắm. Cả hai cái phổi cổ đầy hết ran ở trong á. Mình mới đưa cổ đi chụp hình ở bệnh viện Bảo Lộc, cái nó rồi ra là ung thư phổi di căn. Cái phổi của cổ nó có hàng trăm cái nốt nhỏ nhỏ vậy đó, là cái nốt ung thư á, tế bào ung thư nó di căn đến á. Còn nếu nó ung thư tại phổi nó chỉ có một khối u thôi, nó tự hiểu không? Đó. Thế thì thầy mới sợ quá đem lên Sài Gòn, ra trung tâm chẩn đoán y khoa chụp CT, nó lòi ra ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư buồng trứng nữa. Mà không biết cái nào có trước nữa. Thì nó di căn phổi, thì bác sĩ nói cái bệnh này trong vòng tháng 2 tháng là chết à. Đó. Thì lúc đó thì về nói với quý thầy ở đó, quý thầy cho có đúng 1 triệu đồng à. Rồi mời cổ đi ra khỏi cái thiền viện đó để mà người ta tiếp tục tu 3 tháng hạ. Trời ơi, cổ cầm triệu mà cổ đi lang thang, cổ không biết đi đâu luôn á. Rồi cái chứ mình thấy cảm động quá, mình đưa về thất chứ mình để cho cổ đó chứ mình truyền dịch chứ cổ ăn hết được rồi. Rồi kêu con cổ ngoài Bắc vô để mà đưa cổ về Bắc, chứ mình chứ mình nuôi không có nổi. Lúc đó chưa có cái thất chứ mình, nhiều cái tôn nó dột luôn mà không có tiền thay nữa đó nha. Thế thì con của cổ đưa về Bắc thì nửa tháng sau cổ chết. Trong đau đớn, nó quằn quại mà nó đau đớn kinh khủng lắm. Thì lúc đó chứ mình mới phát nguyện là mình phải xây một cái nhà dưỡng lão hoặc cái trạm xá gì để mà những người đó không ai mà nuôi thì mình sẽ có phương tiện mình nuôi được không? Với cái tâm thuần vậy thôi chứ không có nghĩ quả báo gì cho quý Phật tử nha. Thì khi mà thầy nhận được cái chùa thì lúc mà thầy đi giảng mấy cái lần trước á, ở chùa Hoằng Pháp đồ, thầy cũng nói cái ý định đó ra. Cái có một cái chú đó chú nghe được, chú ở bên Mỹ chú nghe được cái đó mà chú phát tâm muốn giúp với mình mà chú không biết làm sao giúp hết trơn quý Phật tử. Cái tự nhiên à, có cái bà đó, bà 83 tuổi, cái bà mời thầy qua bên Mỹ để mà quy y Tam Bảo cho bà đó. Thầy cứ nghĩ là bà đó bệnh nặng, nằm liệt giường cho nên không đến chùa được, thôi nhờ mình qua quy y. Thì người ta đóng visa cho mình, cho tiền đóng visa thì qua quy y luôn, chứ có nhân dịp đi Mỹ được luôn. Cái thầy đi qua Mỹ mà chỉ quy y Tam Bảo, không phải đi thuyết pháp, cho nên đi xin có 2 tuần à. Thầy đi cách đây 2 tháng nè. Cái thầy đi qua Mỹ thì sau khi quy y cho cô đó xong, tại chùa chứ không phải tại nhà, thì thầy đang tá túc ở cái chùa đó, chùa Pháp Quang đó, thì bỗng nhiên
cái ông mà hồi đó ổng nghe thầy nói cái tâm nguyện có cái sư cô đó bị bệnh đồ vậy đó, cái ổng đến ổng cúng thầy 100.000 đô liền với Phật tử để thầy mở nhà dưỡng lão được. 100.000 đô là 2 tỷ mấy thôi, nhưng mà nó đã khiến cho cái ước mơ của thầy bắt đầu. Thầy đang mua một miếng đất khác bên chùa luôn là 7.000 mét vuông, rồi thầy đang tiến hành thầy xây 4 cái nhà dưỡng lão ở đó được không, 4 cái phòng á nha. Thì như vậy thầy muốn nói với quý Phật tử rằng là mình khởi cái nguyện hay cái tâm ước muốn rồi thôi, mình đừng có mong cầu vậy đó, thì tự nó đến rồi, nó trổ quả liền, tự hiểu nè. Thầy cứ nghĩ kiếp sau thầy mới mở nhà dưỡng lão nổi, nhưng mà ai dè đâu có cái ông đó ông cúng cái thầy làm luôn. Thầy làm luôn luôn, mua đất rồi cất nhà dưỡng lão luôn, được quý Phật tử đó. Thì thầy nghĩ rằng á, những cái ví dụ đó để cho quý Phật tử thấy rằng mình làm mà đừng mong cầu á, nó sẽ trổ quả nhanh lắm quý Phật tử, được không? Cái đó gọi là cái bông hoa màu đỏ đầu tiên, được không? Rồi còn nếu quý Phật tử tính toán cũng không có sao, tính toán thì nó cũng trổ quả nhưng mà nó không trổ liền được, tại vì nó không có một tại vì khi quý Phật tử làm mà vô tâm á, làm mà vô tâm á nha, thì chuyện gì xảy ra? Nó quy tụ xung quanh những cái duyên lành đến liền à, quý Phật tử hiểu không? Thí dụ thầy làm nhà dưỡng lão mà thầy tính toán làm nhà dưỡng lão để thầy kiếm tiền thì có ai ủng hộ thầy không, đúng không? Mà thầy làm dưỡng lão vì thấy người ta bệnh á, cái phát tâm, được không nè? Rồi thầy làm như vậy á, thì người ta ủng hộ liền, được không quý Phật tử nha? Ở bên Đài Loan có một sư cô cũng giống vậy quý Phật tử. Sư cô đó mới có 20 mấy tuổi à, năm 1966, chuyện hồi xưa. Năm 1966 á, thì lúc đó đó là Đài Loan còn nghèo lắm, nghèo hơn Việt Nam mình bây giờ nhiều lắm nha. Thì dân chúng lầm than khổ sở lắm, tại vì ông Tưởng Giới Thạch ông mới bỏ đại lục, ông đánh thua đảng Cộng sản rồi Quốc Dân Đảng, ông mới chạy qua Đài Loan, ông lập quốc bên đó. Thế thì người ta cũng di cư ở Phúc Kiến, là di cư qua Đài Loan á, thì còn mới mà gọi là kinh tế mới quý Phật tử. Đó. Thì dân chúng khổ lắm, thì cái sư cô đó cổ mới phát tâm là cổ muốn giúp cho người nghèo mà bị bệnh. Tại vì có một lần cổ đi khám bệnh á, thì cổ thấy có một cái cô đó cổ có em bé, cổ có bầu á. Cổ có bầu á, đưa vô cái sản phụ đó đang chuẩn bị chuyển dạ sanh con. Nhưng mà khi đưa cái băng ca vô á, thì cổ thở hổn hển, cổ ôm bụng, cổ đau bụng quằn quại nè. Thì sư cô đi khám bệnh, sư cô mới thấy rằng cái bà này vô đây để sanh thiện hồi nữa em bé ra thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà khoảng chừng nửa tiếng sau á, thì người nhà vừa khóc vừa đẩy cái cô đó ra, thì cô đó chết rồi. Em bé thì không biết có ra được không, nhưng mà máu ở trong người cổ nó tuôn ra. Rồi sau đó thì cổ chết. Thì cái cô mới hỏi, thì người nhà mới nói là vì đem vô đây á, không có tiền đóng tiền viện phí, cho nên cái bệnh viện tư đó nó không có nhận để đỡ đẻ cho cô đó, mà nó chỉ cho uống thuốc rồi nó biểu đi qua bệnh viện khác đi, nó không chịu đỡ đẻ. Trong khi đó cái bà đó chuyển dạ làm sao đó mà em bé nó sắp ra rồi hay sao á. Rồi sau đó thì sanh không được, thì mẹ con chết hết luôn, không biết nó bị cái gì á, băng huyết hay sao sao đó, rồi bệnh viện không có cứu. Cái cổ mới thương quá, cổ nói ước gì mình có cái bệnh viện để mình chữa bệnh cho mấy người nghèo quá đó nha, người không có tiền vô bệnh viện khổ quá, chỉ cấp cứu sơ sơ rồi đẩy đi không à. Đấy thì lúc đó kêu nữ hộ sinh mấy bà mụ vô đỡ thì cái cô này đâu có chết nha. Đó. Thế thì cổ mới thưa cái bệnh viện đó là ác nhân ác đức, mà cái bệnh viện nó có luật sư nó bảo vệ cái cổ thua kiện. Cổ thua kiện cái cổ về chùa cổ chủ trì cái chùa nhỏ vùng quê ở vùng duyên hải của Đài Loan á, là phía đông Đài Loan á, giống như huyện Cần Giờ ở thành phố mình vậy đó. Thế thì cổ về cái vùng Hoa Liên đó, cổ mới đi lụm mấy cái miếng giải dụng ở trong mấy cái xưởng may á quý Phật tử. Cổ xin người ta mấy cái giải dụng người ta cắt ra đó. Rồi quý sư cô ở đó mới đi gom về chùa mình, rồi mới lấy chỉ khâu lại làm thành những cái mền mà bằng những miếng vải dụng khâu lại, quý Phật tử hiểu không? Rồi xin mấy cái cuộn len của người ta bỏ dư cái đan thành mấy cái áo len, mấy cái vớ, cái tất đồ cho mấy em bé để nó đeo vô, thì đi bán cái đó lấy tiền. Thì cổ trích ra, cổ chia làm bốn, một phần là để sinh sống ở chùa, một phần là để trả cái tội mà đi thương người ta thương ngược lại phải đền phải đền bù đó. Một phần thì cổ mua thuốc để khám bệnh từ thiện, được không? Đó. Một phần cổ để duy trì cái chùa. Thế thì chùa nghèo nhưng mà vẫn mở phòng khám từ thiện được, quý tử hiểu không? Đó, đó gọi là cái làm mà vô tâm làm thôi nha. Thì trải qua mấy năm sau á, thì cổ không có tiền để duy trì cái phòng khám đó nổi nữa rồi, tại không ai cúng dường hết trơn á. Nhưng mà cổ không có tính toán gì nhiều, cái cổ mới lên cổ thư với sư phụ của cổ là Hòa Thượng Ấn Thuận á. Thì Hòa Thượng nói là cổ nói là con ở cái vùng duyên hải ở Hoa Liên nghèo quá, dân nghèo quá, tiền đâu cúng dường bệnh viện phòng khám từ thiện.
Sư phụ ở Đài Bắc á, thì ở đây có nhiều đại gia này, sư phụ giới thiệu cho con vài người để cho con có tiền con duy trì phòng khám. Cái sư phụ nó không được, con cứ về đó, tại vì cái người dân ở đó họ nghèo á, là bởi vì họ không biết bố thí, nó tự hiểu không nha. Nếu mà để cho người Đài Bắc mà giúp cái bệnh viện của cô á, thì người Đài Bắc càng ngày càng giàu. Đài Bắc là cái thủ đô của Đài Loan á, tử nha. Thì con phải làm sao khuyên cho Phật tử ở cái vùng Hoa Liên của cô á, là phải biết bố thí. Để làm chi? Để nó tạo thành cái nghiệp liền trong hiện tại, được không nè, để cho họ giàu nha. Hoặc là sanh nghiệp trong kiếp sau để họ giàu, được không? Con làm sao con làm nha. Nếu họ bố thí vô tâm, họ vì người bệnh họ bố thí thôi đó, thì họ sẽ được trổ quả giàu sang liền. Nhưng mà họ bố thí để họ mong cầu phước báo á, thì kiếp sau họ giàu sang, hoặc có khi họ tái sanh làm đời con đời cháu sau này, thì mấy người đó làm cho Đài Loan mình giàu lên, được không? Đó. Thì cổ về cổ theo cái lời khuyên của Hòa Thượng Ấn Thuận về cái thuyết nghiệp báo đó nha. Cổ về cái cổ suy nghĩ sao đây, làm sao để cho người ta, tức là cổ suy nghĩ cổ làm sao cho người ta phát tâm làm phước, chứ không phải cổ muốn cho cái chùa cổ giàu, quý tử hiểu không? Tức là cổ muốn cho Phật tử giàu chứ không phải chùa cổ giàu nha. Thì cổ mới nói mấy cô đệ tử lên rừng á, hồi đó Đài Loan nó còn nhiều rừng lắm, chặt tre á quý Phật tử, giữa hai cái đốt tre mình chặt chính giữa, chặt xéo xéo đi, xong rồi cái mình lấy cái đoạn tre đó ra, nó có thành hai cái ống, hiểu không? Hai cái ống nó có cái mắt tre làm cái đáy á, rồi cái lấy sơn sơn lên cho đẹp nha, rồi đem đến từng nhà ở trong cái khu vực của cổ á, cái đưa cho mỗi nhà, tại vì hầu như là hồi đó người ta theo đạo Phật gần hết á, đạo Thiên Chúa ít lắm. Thế thì nói rằng là mỗi ngày quý vị bỏ vô 1.000 đồng Việt Nam á, ở bên đó gọi là một nguyên á, hay một yuan á nha, là một cái tiền Đài Loan á, bỏ vô 1.000 đi, thì cứ một tháng á, hoặc là nửa tháng là rằm á, với mùng 1 á, quý sư cô sẽ đến nhà quý sư cô nhận cái ống đó, thì quý sư cô nhận được 15.000 nửa tháng, được không? Đó. Thì như vậy thì mỗi tháng, mỗi nửa tháng quý Phật tử làm phước được 15 lần để chữa bệnh cho người nghèo, được không? Đó. Cái cổ đi cổ hát hết cái Phật tử lúc đầu á, họ quên, có khi họ đi làm họ không nhớ cái lúc quý sư cô mùng 1 đến lấy cái ống đó, cái họ lật đật họ móc 15.000 họ bỏ vô cái ống đó, họ đưa mấy sư cô luôn. Mấy sư cô nghe lời của cô chủ trì không có lấy, mới nói thôi nếu cô không nhớ thì để tháng sau từ từ lấy, thì cứ để đó đi. Quý cô nhớ mỗi ngày cúng 1.000 thì một tháng quý cô làm phước được tới 30 lần, còn á, một tháng quý cô bỏ vô 30.000 thì quý cô làm phước được có 1 lần à, phước có 1 lần à, như vậy nó không có nhiều phước, được không? Tự nhiên người ta thấy cũng dễ, mỗi ngày mình không có làm gì, mình nhín có 1.000 đồng mua gói soi không đủ nữa nha. Thì như vậy một tháng mình cứu người bệnh nhân tới 15 lần, 30 lần, như vậy thì phước nhiều lắm, người ta nghĩ giống đầu người ta vậy đó quý Phật tử. Đó, thế là nó thành cái thói quen luôn quý Phật tử, tức là người ta làm người ta cũng vô tư, à hôm nay mình trích ra 1.000 bỏ vô, mai trích 1.000 bỏ vô, mốt trích 1.000 bỏ vô, cứ nửa tháng rằm mùng 1 với sư cô đến lấy 1 lần. Thì nó có tạo ra hai cái phước, một là bản thân họ là họ làm phước, và bây giờ quý Phật tử biết người Đài Loan họ giàu lắm, họ không có nghèo nữa, được không nè? À, người Đài Loan mà biểu họ đi làm lao động như là hộ lý trong bệnh viện nè, rồi đổ rác nè, làm ô xin, tức là làm cái gì gọi là làm công á, tức là dọn dẹp trong nhà người ta, gọi là làm gì quý Phật tử? À, làm servant á, tức là làm gọi là người giúp việc, người hầu á nha. Họ không bao giờ làm đâu, họ giàu lắm nha. Họ mướn người Việt Nam mình qua làm, quý tử hiểu không? Gọi là xuất khẩu lao động á nha. Tại vì sao vậy? Tại vì họ đã từng bố thí rồi, cho nên cái bố thí nó trổ quả liền trong hiện tại, cho nên người Đài Loan không biết họ làm chơi mà ăn thiệt, quý Phật tử. Giống như thầy ở Ấn Độ, thầy học chung với một sư cô Đài Loan qua bên Ấn Độ học tiến sĩ. Sư cô đó cổ đi qua Đài Loan học tiến sĩ mà cổ thiếu cái máy vi tính, là cổ chỉ cần gửi thư điện tử về cái chùa cổ là Phật Quang Sơn á, là bên đó gửi cho cổ cái máy tính mới. Cổ thiếu bàn, cổ gửi cái thư điện tử về bên đó cho người mua bàn cho cổ liền. Nói chung là mỗi tháng còn cho cổ 500 đô Mỹ để cô đi học bên Ấn Độ nữa. Cổ không phải lo Phật tử cúng dường, Phật tử cúng dường riêng cổ bỏ túi riêng. Nhưng mà chùa là cung cấp cho cổ mỗi tháng 500 đô để cổ học bên Ấn Độ tiến sĩ suốt 7-8 năm vậy đó. Quý tử biết á, thì sau khi cổ về Đài Loan á, thì cổ thi vô làm công chức luôn nha. Ở trong chùa đó nó có một cái trường đại học Nam Hoa, thì cái trường đại học Phật giáo với Phật tử. Cổ thi công chức Đài Loan cổ đậu, cái là cổ đi dạy Phật Pháp mà mỗi tháng
là cổ được lương là 2.000 đô Mỹ. Tức là từ Ấn Độ mới về đi dạy Phật Pháp thôi mà một tháng được 2.000 đô Mỹ rồi. Nghĩa là cái phước nó lớn lắm. Người Đài Loan phước lắm. Còn thầy ở Ấn Độ, thầy về Việt Nam, thầy dạy Phật học á, một tháng thầy được 2 triệu. Tức là một tiết thầy được 100.000. Thầy dạy một ngày 4 tiết thầy được 400.000, đủ đổ xăng đi từ chùa thầy Đồng Nai lên thành phố về, đúng không đó? Thì quý tử tính đi, một tuần thầy dạy 4 tiết thì thầy được 400.000. Mà một tháng có 4 tuần thì thầy được 1 triệu mấy, 2 triệu mà. Quý tử hiểu không? Đó. À, còn người ta ở Đài Loan, người ta cũng đi học về như mình mà người ta được tới nhiều hơn nhiều lắm. 2 triệu là 100 đô. Mà cô kia được 2.000 đô là gấp 20 lần cái lương Việt Nam. Nghĩa là cái phước nó có, quý tử hiểu không? Rồi là hiện báo nghiệp, được không quý Phật tử? Do họ phát tâm họ bố thí cho cái bệnh viện mà họ không mong cầu quả báo vậy đó. Tại vì có 1.000 đồng mà mong cầu cái gì, hiểu không nè? À, nhưng mà biết là mình làm phước hôm nay mình bỏ 1.000 đồng đủ rồi. Còn thí dụ mình bỏ 30.000, mình nghĩ rằng 30.000 này mai mốt mình sẽ được 300.000. Ví dụ như ha, còn mình bỏ 1.000 đồng mình không có nghĩ là mong cầu cái phước báo đến, cứ tự hiểu chưa? Đó, thì cái đó là một ví dụ để chúng ta thấy rằng người dân chúng giàu là phải biết bố thí nha. Rồi, vậy thì thầy mong rằng, thầy nói nhiều quá ha, thì thầy mong rằng quý Phật tử đến chùa, nhớ không? Đừng có nghĩ rằng mình phải cúng tiền tỷ, tiền triệu đồng, giống như cái chú bên kia đó. Thì cái chú mà cúng cho thầy 100.000 đô quý Phật tử. Thầy kể luôn cái câu chuyện đó rồi thầy nói tiếp nha. Là tại sao ổng có 100.000 đô được không? Nha. Là cái hiện báo nghiệp luôn đó quý Phật tử. Là bởi vì á, cái thời mà ổng trước năm 75 á, ổng ở Việt Nam á nha. Thì ổng rất là tốt bụng, rất là tốt bụng. Ổng đi làm cho sở Mỹ, hồi đó nó gọi là sở Mỹ, tức là làm nhân viên cho mấy cái công ty của Mỹ hay đại sứ quán Mỹ rồi đó. Đó. Thì người Việt Nam mình mà không biết tiếng Anh là ổng giới thiệu vô làm rồi ổng giúp cho hết mình luôn vậy đó nha. Ổng không có nghĩ người ta trả ơn gì ổng hết trơn á. À, nói chung là ổng làm việc xã hội, ổng làm thiện nguyện rất là nhiều, ổng không có nghĩ quả báo gì, ổng cái lòng ổng tốt hồi nào giờ nó vậy đó. Rồi sau đó thì tự nhiên năm 75 giải phóng vô á, thì người chị của ổng á là nhân viên của đại sứ quán của Mỹ á. Cho nên là được phép là kêu thêm một người trong gia đình để đi di cư qua bằng máy bay á nha, đi qua Mỹ luôn năm 75 30 tháng 4 á. Thì cả gia đình của cái chị đó bỏ đi đâu hết trơn rồi, chạy giặt hết trơn, còn mình cổ à. Của nó giờ còn có một suất nữa mà mình không biết kêu ai, thôi kêu em mình đi luôn nha. Nghe mình nó chả có làm gì cho Mỹ á, ngoài nhân viên gọi là làm công tập vụ thôi. Thì nói mày đi không? Lúc đó thì ổng nói ổng đang làm ở ngoài ruộng á, rồi cái hồi đó ở Sài Gòn nó còn ruộng xung quanh nhiều lắm, mấy cái quận Gò Vấp, Thủ Đức là ruộng nhiều lắm. Cái mới kêu ổng, cái ổng nói thôi đi đi. Cái ổng theo bà chị lên xe, cái đi ra đại sứ quán Mỹ, cái nó bốc lên, nó bay trực thăng, nó chở ra phi trường Tân Sơn Nhất, rồi nó bay qua Mỹ luôn, cái rẹt luôn. Ổng không kịp chuẩn bị gì hết, tử. Có nghĩa là cái chuyện ổng giúp đỡ cho những người khó khăn một cách vô tư á, bây giờ nó trổ quả là ổng được qua Mỹ. Ổng được qua Mỹ á, thì ổng được ổng xin đi làm á, thì rất nhiều người Việt mình xin vô cái công ty mà chế tạo máy bay của Mỹ á, gọi là Lockheed Martin á. Công ty đó chế tạo máy bay chiến đấu của Mỹ á. Hiện nay nó đang chế tạo F-35 rồi đó, F-22 rồi đó. Thế thì ổng xin vô đó làm, cái tự nhiên người ta thương ổng, người ta cho ổng lên, thấy ổng chân thật á, ổng ưa giúp người á, người ta cho ổng lên làm cái chức cao trong đó luôn. Rồi sau mấy chục năm ổng làm, bây giờ ổng 66 tuổi ổng về hưu. Thì ông nói con tích lũy được tài sản giờ hơn 1 triệu đô, được không? Đó. À, có nghĩa là, mà cái 1 triệu đô không phải ngẫu nhiên mà có, mà là ông thấy cái công ty cái lúc đầu á, nó làm ăn bết bát quá đó, cho nên không có cái hợp đồng. Cái công ty Lockheed Martin á, nó chuẩn bị là nó thiếu nợ, nó chuẩn bị phá sản nữa. Cái ông mới nghĩ thôi bây giờ mình trích 50% lương của mình ra, để mình hùng vô cái cổ phần của công ty đó, để cho nó có cái vốn để nó làm ăn. Chứ ổng không nghĩ cái tiền lời gì hết trơn. Trong lúc mà công ty nó đang sa sút á, thì ổng mua cái cổ phần giá rất rẻ, quý tử biết không nha. Rồi cái ổng quên luôn, nhưng mà cứ mỗi tháng nó cứ trừ tiền lương ổng 50%, 50% vậy đó. Mà ổng không biết, ổng quên rồi, ổng không nhớ. Ổng cứ nghĩ một tháng ổng làm được 10.000 đô, 5.000 đô thì là cái chuyện bình thường nha. Rồi cái đến lúc mà ổng gần về hưu á, mấy ông bạn của ổng nói á, bây giờ người Việt mình nhiều người á, trở thành anh Bảy nhiều lắm. Anh Bảy là làm sao quý Phật tử biết không? Bên Mỹ người ta nói anh Bảy là làm sao? Bảy là triệu phú á. Có nghĩa là 6 con số 0 đằng sau, rồi thêm con số 1 trước là 1 triệu, quý tử biết không? Thì như vậy là 7 con số nha.
triệu phú là 7 con số, thì anh 7 có nghĩa là triệu phú. Cái tự nhiên cái ông nói, ủa hình như là tao có mua cổ phần ở trong cái công ty của mình á mà tao quên. Rồi cái ổng mới đi hỏi cái ông giám đốc mới truy ra cái tài khoản của ổng bây giờ nó hơn 1 triệu đô nữa. Có nghĩa là ổng để dành mà ổng không có tính toán, có tự hiểu không? Thì tự nhiên kết quả nó đến liền, tự hiểu không nè? Còn thí dụ ổng tính toán cái ổng rút ra ổng xài hết trơn rồi, đúng không nè? Đó, hiểu cái tự hiểu ý đó không? Là cái hiện báo nghiệp nha. Rồi, thì thầy mong sao quý Phật tử đến chùa, quý Phật tử đừng có chờ mình giàu sang, mà mình càng nghèo á, quý Phật tử phải càng bố thí. Mà bố thí mong cầu quả báo á, nó khó đến liền lắm. Tại vì cái đó là lòng tham, mà cái tâm tham là tâm ác, là căn bản bất thiện. Nhớ nha, tham sân si là căn bản của bất thiện chứ không phải thiện. Mà mình làm mình không mong cầu là tâm vô tham, được chưa? Tâm không có tham nha. Mà tâm không tham thì sao? Thì nó làm trợ duyên, trợ duyên, tăng thượng duyên, cái duyên hỗ trợ cho cái nghiệp nhân là bố thí của mình, nó trổ quả rất lẹ. Quý tử hiểu không nè? À, giống như là mình đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, hay từ Đà Nẵng mình vô Sài Gòn, mà mình đi bằng xe gắn máy thì phải mất 2 ngày, mình đi bằng xe đò thì mất 1 ngày 10 mấy tiếng, còn mình đi bằng máy bay thì mất có 1 tiếng. Quý tử hiểu không nha? Đó, thì muốn đi máy bay thì phải làm sao? Phải bỏ tiền nhiều, đúng không? À, xe đò 300 ngàn, máy bay ít nhất là 700 ngàn, tính thuế rồi cộng vô á là cả triệu, được không? Đó, thì như vậy rõ ràng rằng là mình muốn đi cho nó lẹ đó thì mình phải tạo cái thiện nghiệp khác, gọi là vô tham vô sân vô si, nhớ không? Mà vô tham vô sân vô si phải là không mong, không mong cầu, tại mong cầu là tham, hứa tử, cho dù là sức khỏe, cho dù sắc đẹp nha. Vì vậy thầy nghĩ rằng là hiểu được cái nguyên lý này á, quý Phật tử đến chùa, mình thấy chùa gọi là thấy cái gì làm cái đó, được không nè nha? Chuyện gì trái tay, gọi là trái tay hả, trái lỗ tai mà gai cái con mắt á, thì mình sắn tay vô mình làm, được chưa nè? Cái đó phước lớn lắm, nó trổ quả liền à, được không? Rồi, còn trường hợp mà mình tính toán nó cũng trổ quả nhưng mà nó bị cái tâm tham nó cản lại, được không quý Phật tử? Nó gọi là chướng nghiệp á nha, nó cản lại, nó không cho sanh nghiệp trổ liền trong quả hiện tại. Hiểu được cơ chế không? À, vậy thì đừng chờ giàu, mà ngay lúc mình đang nghèo nè, mình đến chùa mình làm công quả cũng là tạo phước nè. Rồi giờ thí dụ mình có nay có 100 ngàn à, nhưng mà đến chùa là cái cơ hội cúng dường tam bảo, cái phước nó lớn lắm. Trong cái kinh mà phân biệt cúng dường á, hay là kinh Cù Đàm Di á, Đức Phật có dạy rằng mình cúng dường nó có 14 cái việc cúng dường cho cá nhân là có phước lớn, và 7 cái việc cúng dường cho tập thể là có phước lớn. Là gì? Thứ nhất á, 7 cái việc cúng dường cho tập thể có phước lớn á, phải là mình cúng dường cái thời Phật còn tại thế là cúng dường cho Phật và tăng chúng, được không? Thì có phước lớn lắm, nó trổ quả liền trong hiện tại á. Giống như hồi nãy thầy kể cái cô gái bán hoa đó, bán bông á, cổ cúng dường cho Đức Phật cái bữa ăn sáng của cổ mà cổ được làm hoàng hậu á, được không nè? Hoàng hậu Mặc Lợi Phu Nhân á, đó. Thứ hai á là cúng dường cho cả đại chúng tăng ni luôn mà đừng có nghĩ quả báo á, thì nó trổ quả liền. Ví dụ như mình đi cúng dường Trường Hạ, được không nè? Trường Hạ nó có tăng ni á, mình tham gia mình đi cúng dường thôi, đừng nghĩ quả báo, cái phước nó trổ nhanh lắm mấy Phật tử nha. Đó, thì cái bữa đó là tăng ni tập trung, gọi là đại chúng tăng ni. Thứ ba là cúng dường riêng cho chùa ni không nha, có phân biệt cái chổng thì nó yếu hơn chút, được không? Đó. Hoặc là cúng dường cho chùa tăng không nha, thì nó yếu hơn chút. Là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy á, là cúng dường cho đại diện của tăng hay ni, được không? Tức là cái chùa đó cử ra vài người cái mình đến mình cúng, ví dụ đến cúng dường cho thầy chủ trì là cúng dường cho tăng chúng ở chùa, thì cái phước đó nó nhỏ hơn là cúng chay tăng, được không nè? Rồi, thứ bảy quan trọng nè, là cái tập thể đó đó, nó có những chư tăng mà gọi là giả danh, được không nè? À, trong kinh cái kinh đó nó thuộc kinh 180 Trung A Hàm và kinh 142 của Trung Bộ Kinh, gọi là kinh phân biệt cúng dường á nha. Thì Đức Phật có nói rằng người vào đời sau á có những chư tăng giả danh tu sĩ, nghĩa là sao? Là mặc áo cà sa nhưng mà không có tu,
tức là chỉ là hình thức thôi, nội dung là người đời, nhưng mà bên ngoài là mặc áo cạo đầu người tu, được không? Trong kinh Đức Phật có nói cái vụ đó. Nhưng mà vị tu sĩ ấy không phải sống ở thất riêng nha, không phải sống ở nhà với vợ con nha, mà vị tu sĩ ấy sống trong chùa, được chưa? Sống trong tập thể tăng chúng á, thì khi mình cúng dường cho tăng chúng mà có vị ấy ở chỗ á, phước vẫn như nhau, phước vẫn là quảng đại nha, phước báo gọi là quảng báo, có nghĩa là quả báo rộng lớn, là chỗ quả liền trong hiện tại, được không quý Phật tử? Thí dụ như quý Phật tử đến chùa làm lễ trai tăng, cúng dường trai tăng, quý Phật tử có biết cái hình thức đó không? Là thí dụ thầy chủ trì hôm nay thỉnh quý thầy khác đến, được không? Mà trong số quý thầy khác đó có cái thầy đó không phải là tu thiệt mà tu giả, được không? Nhưng mà ngồi trong cái tập thể đó mình cúng dường đại đồng thì cái phước vẫn ngang bằng với cúng dường cho quý thầy thanh tịnh. Trong kinh Phật dạy vậy đó nha. Vì cái lực đại chúng đó, nó bảo bọc cho cái gì đó luôn, vì nó mang hình thức tu sĩ à, được bảo bọc bởi phước của đại chúng, được không quý Phật tử? Vì vậy mình đến chùa mình cúng cha tăng, mà nhiều khi mình thấy cái thầy này sao quý Phật tử đừng mất tín tâm nha, cúng dường được phước trổ quả hiện tại liền á, được không nè? Đó. Ê, quý Phật tử hiểu ý thầy không nha? Đó. Do đó mà chúng ta hãy cố gắng giữ cái tín tâm nơi tăng đoàn, tăng bảo. Tăng là tập thể tu hành chứ không phải một người. Vì vậy mình cúng cho tăng á, là cái phước gọi là tập thể á, cái phước nó trổ quả liền trong hiện tại, quý Phật tử nhớ nha. Rồi, nó lớn lắm. Vì vậy mà quý Phật tử đến chùa là cái cơ hội để mình thực hiện bố thí. Bố thí cho chư tăng thì gọi là gì? Cúng dường, được không nha? Thì không chờ mình giàu mình mới làm cái chuyện đó, mà không chờ phải đi chùa lớn mới làm cái chuyện đó, cũng không phải canh chùa nhỏ mà mình không có mong cầu. Có cái duyên đến chùa nào thì ví dụ mình có 100.000, Đức Phật dạy mình nên để dành khoảng 1/4 cái số tiền đó để đi giúp đỡ người nghèo khổ hoặc là cúng dường nha. Thì quý Phật tử cúng dường 20.000 ví dụ vậy đó, được không nè nha. Thì cái phước nó, tại vì nhiều khi rằm mùng 1 mình mới giữ khóa tu, mình mới có cơ hội cúng dường cái chùa thôi, thì mình tranh thủ mình cúng 1/4 nó, nhớ nha. Rồi, thì cái phước đó nó gọi là quảng quả, là cái phước nó lớn và nó trổ quả liền trong hiện tại, được không quý Phật tử? Rồi, thì thầy mong quý Phật tử cúng dường mà đừng có tính toán, đừng suy nghĩ là ông thầy này tốt hay xấu gì trơn á. Quý Phật tính toán mà suy nghĩ là nó rơi vào 5 cái bông hoa màu trắng thôi, được không? Cúng dường tin tưởng Phật Pháp Tăng Tam Bảo là thường trụ, là không có ô nhiễm, nó luôn luôn thanh tịnh, được không? Nhưng mà cá nhân có thể là không thanh tịnh, được không quý Phật tử nha. Rồi, đó là ý của thầy muốn nói với Phật tử ngày hôm nay. Thầy xin tóm lại, muốn chỗ quả liền trong hiện tại thì chúng ta cần phải làm gì? Bố thí, cúng dường, phóng sanh, niệm Phật, tu tập, làm phước gì đó, tu học Phật Pháp gì đó, mà với cái tâm niệm thanh tịnh, không nên mong cầu, được không? Tại vì chúng ta không mong cầu hay mong cầu quả nó cũng đến như nhau à. Nhưng mà mong cầu quả nó đến chậm, mà không mong cầu quả nó đến sau. Bởi vì mong cầu là tâm tham, mà tâm tham thuộc loại bất thiện. Bất thiện thì nó cản trở cái nghiệp nó trổ quả liền, quý tử hiểu không nha? Gọi là chướng nghiệp nha. Rồi đó. Hiểu rồi chứ gì, thì cố gắng làm theo nha. Rồi bây giờ thầy cảm ơn quý Phật tử là nãy giờ ngồi chịu trận. Dạ mời chú. Theo như Phật sư nói là thân khẩu ý được thanh tịnh, vàng pháp duy tâm nào nhờ giữ Phật sư dặn rõ ra cho chúng con được hiểu, làm thế nào để chân nghiệp của mình có thiền báo và hậu báo. À, giờ hiện báo là hiểu rồi chứ gì, là đừng mong cầu. Bây giờ hậu báo á, thì quý Phật tử mong cầu, nhưng mà mong cầu với tâm thiện chứ đừng mong cầu với tâm ác, tại vì ý nó dẫn đầu, hiểu không nha. Thầy lấy ví dụ như bây giờ mình đi bố thí, nó có thí dụ như mình bố thí đi cúng dường chùa đi, thì mình muốn cho nó trổ quả ngay trong kiếp sau á, thì mình phải hoàn tất những cái nghiệp thiện nó đến cuối cùng cái kết quả này nè nha. Đó. Thì mình hãy mong cầu cái lợi ích cho cái người mình bố thí thôi, được không? Đừng mong cầu cho mình á, thì cái quả nó trổ liền ở ngay kiếp sau, hiểu ý không nha? Có khi nó trổ ngay kiếp này nếu nó mạnh nha. Thì lấy ví dụ nè, quý Phật tử đi phóng sanh. Đi phóng sanh là cứu cái con vật đó, đúng không? Nhưng mà thường thường mình đi phóng sanh là mình có cái mong cầu làm gì? Được hết bệnh, được sống lâu, được trường thọ, được sắc đẹp, sức khỏe, đúng không nè? Thì mới đi phóng sanh chứ, đúng không?
Hoặc là gia đình mình có người bệnh gần chết rồi mình đi phóng sanh để cho người đó đừng chết sớm, được không nè? Người ta còn bày á, là thí dụ như người đó 80 tuổi mà bệnh nặng thì mình phải đi phóng sanh 80 con chim, 80 con cá, được không nè? Để chi? Để cho người đó có cái phước tương đương tử thọ. À, thì phóng sanh mà mong cầu như vậy á thì cái quả nó sẽ trổ, nhưng mà kiếp sau cơ, kiếp này người nhà của mình cũng đi sớm à, hiểu không? Hiểu không nè? Tại vì mình làm mình có cái tâm tham dán vô thì cái quả mà sống lâu do mình phóng sanh nó không trổ liền được trong cái kiếp này, nó phải chờ kiếp sau. Tại vì cái tâm tham đó gọi là chướng nghiệp, nó ngăn trở nha, nó gọi là nghiệp chướng á nha, nó trở ngăn trở cái quả nó trổ liền. Nhưng mà mình thấy người nhà mình bệnh thì mình nghĩ rằng người nhà mình bệnh đó là do hồi trước á là tàn hại sinh vật nhiều quá, sát hại nhiều quá mà làm cho nó đau khổ trước khi chết, nhưng mà bẻ cánh bẻ chân nó rồi ha, thì nó đau đớn trước khi chết á, cho nên mới bệnh nặng. Thì bây giờ thôi mình tranh thủ mình mua liền mấy con cá ngoài chợ, mình chạy ra cái bờ sông rồi mình phóng sanh liền, tại vì mình còn đem vô chùa tụng kinh đồ là còn khổ cho con cá đó nữa, hiểu không? Có nghĩa là nhất nhật tại chậu thì thiên thu tại ngoại tại sông, ta gọi là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Một ngày trong chùa thì bằng ngàn năm ở bên ngoài, xin lỗi, một ngày trong ngục á, trong tù á thì bằng ngàn năm ở ngoài giải thoát. Thì giờ con cá nó bị bỏ vô cái chậu, nó mong từng giây từng phút nó được tự do, nó được giải phóng. Mà mình còn đêm như chùa ê a tụng niệm đến chừng thả ra nó ngắt ngoải vì đói vì mệt thì nó chết luôn á, thì cái phước nó không có nhiều, được không? Cái tâm của mình chỉ mong sao mà thả con cá đó càng sớm càng tốt á là đủ rồi. Đừng có nghĩ là người nhà mình gì trơn á thì nó trổ quả liền hiện tại á, được không nè? Hiểu không? Giống như mẹ thầy bị bệnh gần chết rồi, là coi như hôn mê luôn rồi đó. Xong rồi suy tim nặng, nhồi máu cơ tim, rồi bệnh đủ thứ hết trơn á. Rồi cái mẹ thầy ông mời, cái thầy mới lập cái đàn, thầy cầu nguyện dược sư thì đi phóng sanh á nha, không phải cầu nguyện cho mẹ sống lâu hết trơn á, mà nghĩ là mẹ tạo nhiều nghiệp cho nên là do nuôi con cái á, thì giờ con phải có nhiệm vụ báo ơn cha mẹ thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì thầy chạy ra chợ, thầy mua cá, thầy phóng sanh liền, thầy không có tụng niệm gì hết trơn á nha. Thầy càng lẹ càng tốt nha, mua chiên phóng sanh càng lẹ càng tốt. Rồi xong đó thầy lập đàn, thầy tụng kinh dược sư để làm chi? Thì cũng kinh dược sư là để thầy cầu nguyện cho các vị thần tướng dược sư đến nhà mình á, thì mấy cái ác ma tử ma họ tạm thời họ lánh mặt, thì kéo dài mạng sống mẹ mình thêm được chút, mới tự hiểu không? Trong kinh Phật có dạy cái kiểu đó đó nha, là khi mình lập cái đàn tràng cầu nguyện dược sư á thì 12 thần tướng dược xoa sẽ đến để mà giúp đỡ mình, thì tử ma ma tử thần á họ sẽ tạm thời họ lánh mặt, họ lánh mặt khoảng 1 tuần 2 tuần, có khi 49 ngày nữa. Miễn là làm sao mình liên tục mình tụng, mình tính tâm mình tụng á thì kéo dài mạng sống, mới tự hiểu không nè? Đó, mình làm như vậy một cách tự nhiên thôi nha. Đó, thì kéo dài, và mẹ thầy kéo dài đúng 1 tuần luôn á nha. Đó, thì như vậy thầy mong rằng sao quý Phật tử muốn nó tạo thành cái nghiệp ngay kiếp sau á nha, thì mình mong cầu thôi rồi bỏ, được chưa nha? Mong cầu à, thí dụ mà muốn cho kiếp sau mình không có bị chết yểu á thì mình đi phóng sanh, nó tôi nguyện sao mà tôi phóng sanh để kiếp sau tôi sống lâu được rồi nha, kiếp này tôi ung thư chắc cái định nghiệp nó chữa không nổi rồi nha, để kiếp sau tôi đừng có chết sớm, được không? Mong vậy được rồi nha. Rồi cái mình phóng sanh thì cái mong đó đó nó cũng là tâm tham, nhưng mà tham thiện chứ không phải tham ác, được không? Tham thiện nha, thì nó trổ quả liền kiếp sau, được không nè? Đó rồi, nhưng mà thí dụ như mình phóng sanh nhưng mà mình chỉ biết cho mình á nha, thì cái quả nó có khi là không phải kiếp sau nó mới mình sống lâu, mà khi kiếp sau nữa, tại vì cái tâm tham này nó ích kỷ quá. Mặc dù là tham mình sống lâu nó cũng không ác, nhưng mình ích kỷ, nhưng mà mình cộng thêm là mình mong cầu mình sống lâu, nhưng mà mình cũng khởi tâm mình thương mấy con vật đó nữa, mình mới thả nó đi, được không? Mà mong thương mấy con vật thả nó đi thì cái nghiệp đó gọi là thiện nghiệp, là cực thiện nghiệp, được không nè? Từ bi á nha. Thì cái kiếp này mình nó không trổ quả, nhưng mà ngay kiếp sau nó trổ liền quý Phật tử ha, được không nè? Rồi, đó là cái ý mà thầy muốn nhắc nhở quý Phật tử như vậy. Còn nếu như mà mình không có biết tác ý cho nó có nhiều thiện nghiệp á, thì ngay kiếp sau nó không trổ quả, được không nha? Thì thầy có nhiều ví dụ lắm, thầy ghi trong bàn tay của thầy một đống luôn nè, nhưng mà thầy sợ hết giờ thầy không dám kể, được không nè? Thầy thì không có dùng tài liệu, nhưng mà thầy ăn gian thầy ghi nè. Ví dụ như câu chuyện về Đề Bà Đạt Đa nè, câu chuyện về vô não nè,
câu chuyện về Bát Tri Gia nè, câu chuyện về ông đổ rác người bệnh cùi Suna vân ha, hoàng hậu Samapati, anh Tâm Đề Kheo vân vân nha. Thầy muốn rằng cái ác nghiệp nó cũng trổ quả liền, có thể kiếp này kiếp sau quý Phật tử nha. Ví dụ những người mà đi săn bắn á, quý Phật tử đừng có tưởng họ đi săn bắn nó tạo cái nghiệp gọi là nghiệp sát sanh á, nhưng mà họ nghĩ đó là cái thói quen thôi, hiểu không? Họ không có tác ý là họ sát hại sinh vật nhiều nha. Có nghĩa là họ săn bắn là cái nghề, họ nghĩ giết con vật đó rồi mình đổi lấy tiền thôi, chứ không, họ không có cái ác tâm là hành hạ con vật, quý tử hiểu không? Tại vì họ vô tri vô giác, họ không có trí tuệ, họ không biết luật nhân quả, thì họ cứ làm như vậy á, thì cái nhưng mà nó vẫn tạo cái nghiệp xấu là giết cái con vật đó, thì cái kiếp này nó không có phải bị đoạn mạng liền đâu, kiếp sau cũng không đoạn mạng liền đâu, nhưng mà kiếp sau nữa đó nha thì nó sẽ trổ cái quả xấu và họ chết, được không? Thời Đức Phật có 500 thầy tự sát vì quán bất tịnh á. Đức Phật dạy quán cơ thể mình nó dơ giấy lắm, cái mấy thầy quán bất tịnh xong thấy nó ô uế có tự sát luôn, nhiều khi không dám giết mình mà nhờ mấy thầy khác đâm mình chết nữa. 500 người chết trong một cái khu rừng đó, nó tanh hôi luôn á. Thì Đức Thế Tôn lúc đó nhập định chưa có xuất định, cho nên trong 2 tuần lễ quý thầy tự sát hết 500 người. Đức Thế Tôn xuất định thì quý thầy mới báo cáo cho Đức Thế Tôn là có 500 thầy bị tự sát. Thì Đức Thế Tôn hỏi tại, cái mấy thầy hỏi tại sao đi tu mà còn tự sát, được không nè? Đức Thế Tôn mới nói là cái tiền kiếp á, 500 vị này á, là ở trong cái sống chung trong một cái ngôi làng mà ở ngay cái khu rừng đó đó. 500 vị này sống bằng nghề săn bắn không à nha. Trải qua 500 kiếp cứ tái đi làm lại làm người mà cứ đi săn bắn kiếm ăn thôi, được không? Nha. Chứ không phải là gì muốn làm cho con vật nó đau khổ, nhưng mà vì sự sống á, kiếm ăn á, đi săn bắn. Nhưng mà cái nghiệp đó đó quý Phật tử, nó cũng trổ quả ở trong cái hậu kiếp về sau gọi là ác nghiệp, được không nè? Nhưng mà nếu những cái vị đó mà có cái tâm sát hại con vật á, thì họ phải trả liền kiếp này, được không quý Phật tử nha? Quý tử thấy có nhiều khi họ đi săn bắn á, họ hành hạ con khỉ, họ treo con khỉ con vọc lên rồi họ mới giết á, thì những người đó nhiều khi bắn lầm cái người thân của mình chết nữa nha, tưởng người thân mình là con khỉ cái bắn nó chết luôn, được không nè? Đó, cái tự hiểu ý không nha. Đó, thì ở đời cũng vậy nữa, sát sanh mà có cái cố ý á, là bị tử hình liền ngay trong kiếp này à. Còn sát sanh mà không cố ý á, gọi là ngộ sát á, thì họ không có đem ra tử hình đâu, khi họ bắt đâu họ cho tù chung thân, cái tự hiểu không, thì kiếp sau mới trả cái quả đó, được không nè nha. Rồi, hiểu ý ha. Rồi, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.